Này, không đợi thằng Hiếu à? Cứ ra quán đi, nãy nó bảo tao rồi, nó ok rồi mà, đi. Ủa này, hôm nay chơi với đội nấp e à? Thế liệu có thắng không? Bình thường thì không, nhưng mà hôm nay đội hình có tao, mày với thằng Hiếu. Thằng Hiếu nó chơi điện tử nhất nhì trường mình rồi, lo gì? Nhưng mà lỡ vẫn thua thì sao mày? Thua cái đầu mày, mày thích gở mồm không? Trận hôm nay là trận quyết định bộ mặt của tao trong cái trường này. Nếu mà thua thật nhá, tao sẽ cho mày biết vì sao nước biển lại mặn. Tao cho mày nói lại, hôm nay làm sao? Thua. Cái thằng này, làm sao? Thắng. Mồm cứ thua, hở ra một tí là thua. Nó mà thua thật nhá, tao cho mày biết tay. Cấm được nói thua, kẻo nó thua thật, hiểu chưa? Mày vừa nói khoảng 1.000 từ thua rồi đấy. Thôi chết. Mày trả treo đi. Thua. Phục bớt cái pha xuống các bạn nè. Hôm nay mày thích chơi thế nào? Tao phải hỏi mày mới đúng. Hôm nay chúng mày thích thua như thế nào? Cho phá yếu chọn. À, mày bảo ai là phá yếu? Tao nói cho cái mặt ba thằng mày biết nè. Ngày hôm nay bên tao có thằng Hiếu, hiểu không? Chúng mày đừng tưởng là lấn lướt được tao như những lần khác nhá. Mày biết thằng Hiếu là gì không? Xin giới thiệu với chúng mày, chiến thần game online, ông hoàng của các trò chơi điện tử và là kẻ hủy diệt quân thù. Sợ chưa? Kinh quá nhở. Thế bên nào thua chui háng trong sủa gâu gâu nhá. Ôi mày lại sợ mày quá cơ. Được. Ê Quỳnh này. Để. Sủa gâu gâu nhục lắm. Thua làm sao được mà mày phải sợ. Lau cam đi, chuẩn bị quay chúng nó sủa gâu gâu cho tao. Lau rồi. Ừ. Mày đã lôi điện thoại ra đâu mà lau? Đây. Lau làm gì cho mất công hả bạn em? Bọn này nhá, không bao giờ phải chui háng. À, thằng ngu kia, mồm mày thối như ấy. Tao biết đâu được, tại thằng Hiếu nó không đến đấy chứ. Nhanh lên không bọn tao mỏi háng, là bọn tao ngồi ăn đầu bây giờ. Ôi trời ơi. Thế này thì còn gì là mặt mũi chị Đại nữa, là thằng Hiếu. Ôi trời. Bạn bè với nhau thế à? Ôi trời, hai tao nào mà khắm thế. Mới một tuần chưa tắm chứ mấy. Thằng Hiếu, mày nhớ mặt tao. Ôi, tiền sư đứa nào nó chửi mình nhỉ? Chắc đứa nào nó ghen tị với cái vẻ đẹp trai của anh mà. Thôi, vẫn ăn kem đi. Dạ, vâng. Ơ, ngoan, đi về. Anh cho Vân này, kéo Vân đi chơi với anh nhá. Em xin, chiều em làm bài tập xong thì mình đi nhá. Hẹn em chiều đi chơi à? Hùng, lên. Hiếu. Thôi, em đi vào lớp trước đây. Bye bye. Trên cành cây chim hót, triền chiêu đi với người yêu. Chết mày rồi nha. Mày nhá. Vì gái mà bỏ bạn à hả? Mày có biết chị Đại như tao phải chui qua háng cái bọn nhãi nhép nó nhục như thế nào không hả? Không. À không à, con chó lợn này. Mày nhờn với tao. Tao sẽ cho em gái mày xem cái này. Và nó mà xem xong thì mày biết hậu quả là gì rồi đấy. Con em mày sẽ nói với bố mày. Và thế là tắt điện. Three. Trên cành cây chim hót, triền chiêu đi với người yêu. Này. Sao? Dù cho mày có nói là mày sẽ làm tất cả những gì tao muốn để tao không đưa cái clip này cho em gái mày ấy, thì tao cũng miễn cưỡng đồng ý thôi. Coi như là lễ tình nhá. Bọn tao chơi với mày bao nhiêu lâu nay? Này, mày đừng có mà ép người quá đáng nhá. Tao đồng ý. Hùng, đưa nó. Gì đấy? Tao bị cô giáo Văn bắt chép phạt bài Sóng Xuân Quỳnh 100 lần. Wow. Cô giáo Toán bắt vẽ đồ thị 100 lần. Và bắt chép phạt câu em xin lỗi 500 lần. Đấy, mày làm đi, mai đưa tao. Wow.
Thế mày bị rồ à? Mày giết người à? Không, con Thảo Tố nó đang ở đâu? Vị trí chính xác của con Thảo Tố là 18 độ Vĩ Bắc, 23 độ Kinh Đông, di chuyển về phía Tây Tây Nam 10 phút, rẽ phải rẽ trái, đâm thẳng xuyên thủng là đến. Nói vắn tắt hơn là nó đang ở căng tin của trường chọn hình dáng oppa. Tari! À, làm luôn, có mà, làm mà, mai tao đưa nhá. Mai có, ok. Viết cho đẹp đẹp vào nhá. Mà Quỳnh ơi, mày bị phạt lúc nào mà tao không biết? Tao có bị phạt đâu, tao cứ bảo nó chép trước cho tao đấy, đến khi nào có bị phạt thì nộp luôn. Ê đi. Hơi lâu rồi đấy bạn ơi. Im mồm. Từ từ khắc có. Được. Một lần chui háng đổi lấy một nô lệ, kẻ cũng đáng nhỉ. Móc vào lưỡi câu cho tao. Cá ăn chứ tao có ăn đâu mà đưa tao. Móc về. Đưa lưỡi đây. Cá ơi, cá cắn câu chị. Chị để chị nướng cho chị không kho. Anh chị ơi. Ui. Này, tao bảo mày ở nhà ngủ mày ra đây làm gì? Tao gọi nó ra đấy. Này, mày bảo tao làm gì tao làm đấy nhá. Mày gọi nó ra làm gì? Tao gọi em nó ra chơi cho vui, có cái gì đâu. Hùng, lấy cho em nó cái ghế. Có luôn. Đây, mời khách VIP ăn tọa. Ô, em được làm khách VIP anh chị. Mà nay có chương trình gì đấy? Chương trình rất là đặc biệt, mang tên Thách Bạn Lệch Sóng. Quỳ, cá kìa, cá kìa. Ôi, cá. Ôi giời ơi. Chị Quỳnh ơi, kể ra mà câu được cá, xong anh Hiếu làm món gì để ăn thì cũng được ấy chị Quỳnh ạ. Bạn có thể từ chối nếu bạn không thích. Mà trông mặt bạn mình thấy có vẻ bạn cũng không thích đâu nhỉ. Đâu, ta thích mà. Câu đấy, được con gì ta nấu cho con đấy. Tốt. Jun. Tác phòng lên bạn ơi. Mãi chẳng thấy con cá nào nhỉ. Chị Quỳnh ơi, hình như cá chạy sang hết bên kia rồi hay sao ấy. Sang bên đấy câu đi. Bên kia? Hiếu, sang bên kia xua cá cho tao. Đừng đấy làm gì, đấy kia mà khua. Ôi, tôi nhưng mà. Nhưng cái gì, thế mày có đi không? Thảo ơi chị bảo. Chà la, đi luôn đi, luôn, Hùng, cho một ngụm trà sữa đi. Hết rồi. Ồ, tao mới uống có một ngụm mà sao mà hết được. Tao uống à, con chó lợn này. Tao không nể mày là bạn tao nhá. Với nể con khách VIP này là tao cho mày xuống ao với cá luôn nhá. Tao cảm ơn vì mày đã nể tao. Mày cứ liệu thần hồn đấy. Hứa mắt. Hiếu ơi, xua đi. Alicaca đi sang bên kia đấy con Quỳnh câu. Lý sang kia. Sang đi. Ôi, ê, chị Quỳnh, cá. Cá. Tao câu được cá rồi. Ui dồi ôi, to đấy. Quỳnh, mày gỡ đi Quỳnh. Mày gỡ đi, tao gỡ nó cắn tao sao? Trời ơi,
Bây giờ à? Cá nào nó cắn được? Tao không biết. Mày gỡ đi. Mày gỡ không? Gỡ không? Ôi, to thế. Anh Hiếu. Eo. Kinh quá. Ôi. Vân, anh đưa Vân đi chơi nhá. Vâng ạ. Thế nhưng mà anh lau hết nước dãi đi đã. Hết rồi, đi. Vâng ạ. Trời ơi, Hiếu ơi, nấu. Nó đâu rồi? À, chắc anh Hiếu nhà em lại dùng cái bài lẩn như trạch rồi, rời tìm. À, thằng cu này hay quá nhở. Tao không tin nó trốn được tao. Chúng mày, đi. Ê, thu đồ. Ê. Anh Hiếu ơi, sao anh biết em thích ăn bánh tráng đấy? Cái gì anh chẳng biết. Anh sẽ làm cho Vân món bánh tráng siêu nhanh luôn nhá. Ôi. Đấy, đầu tiên cho bánh tráng lên này. Sau đó chúng ta sẽ phết một lớp nhẹ sa tế. Ít rồi nhá. Rồi. Sau đó thì đập một quả trứng vào. Trứng đây. Rồi, đấy. Đánh đều lên này. Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho một chút gọi là hành khô và bò khô này. Hành khô, bò khô nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho xúc xích này. Xúc xích. Đấy. Đấy. Đấy, rồi. Tiếp đến là một ít rau. Rồi, dưa chuột để luôn ra cũng thế. Bây giờ chỉ việc cuộn lại này. Đấy. Đấy, đánh lấy giấy nhá. Trời ơi, quá tuyệt vời. Đấy, thơm ngon mời bạn ăn nha. Em xin. Hí hí. Vào đây, anh à. Sắp tới mùng 8 tháng 3 ấy, Vân thích gì anh tặng? À, em thích các món ăn anh ạ. Ôi, tưởng gì, ôi giời ơi, cái đấy đúng sở trường của anh. Run xào đỉa luộc cóc nấu đông, chuồn chuồn áp chả bọ không hầm, à, dỉ mũi phơi khô dầm nước mắm, đánh rắm bỏ lọ rồi gọi là làm bia hơi. À, gì, cái gì mà em thích anh làm thích. Eo ơi, nghe ghê thế anh Hiếu. Cái đâu, ý anh là sơn hào hải vị, vi cá bảo ngư hay kể cả lão chư hoặc sư phụ anh nấu cho em ăn hết. À, mày đừng có mà điêu. Ờ, sao nó nói anh thế? Em có nói cái gì đâu. Tao nói đấy. Ôi à. Này, mày tự tin là nấu được tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này đúng không? Nấu con cá này đi, nấu theo phong cách chẳng giống ai cho tao. Này, chúng mày là kỳ đà cản mũi đi à? Sao lại nói thế? Mình chỉ đi ngang qua đây thôi. Chứ mình không có cố ý đến để bắt bạn Hiếu làm theo ý mình đâu. Hùng ơi, mày có cái tăm bông không? Làm gì? Để mày ngoáy tai cho cái Thảo, xong tí tao nói cái gì thì nó nghe được rõ ràng rành mạch hơn, hiểu không? Không phải ngoáy đâu, có gì mà phải ngoáy. Làm mà, nấu mà, thích ăn gì nấu luôn. Cá rán, cá luộc, cá kho. Mà mặt mày ăn cá sống là hợp lý. Vả vào cái mồm mày ấy. Mày làm cái món nào mà tao chưa ăn bao giờ ấy. Hôm nọ tao xem trên mạng nó làm cái món gì mà tao quên nhỉ? Đừng nhớ. Cá nướng muối ớt chị Quỳnh ạ. Exactly. Chính xác. Ui dồi ôi, em với chả út mày đúng là cái loại. Không ơi, mày xem cần chuẩn bị những gì thì đi chuẩn bị đi, để bạn thân tao còn nấu. Hiểu rồi. Mày xem mày cần gì thì mày tự chuẩn bị đi rồi mày nấu. Thì chả thế. Tao mà tự chuẩn bị nhỡ nó mất ngon thì sao? Tao hơi vụng. Anh Hiếu, em xem trên mạng rồi. Cá nướng muối ớt nhá, ngon cực. Sở hết cả dãi. Nhưng mà cá nướng muối ớt cay lắm, em chẳng ăn được.
Ấy, thế để anh làm cá rang muối cho em ăn. Tao thích cá nướng muối ơi. Cười thật đấy. Vân không ăn được cay. Mày cay hay không đều ăn được hết. Thế bây giờ tao làm cá rang muối nha, xong mày ăn mày chấm muối ớt vẫn vậy. À, hợp lý nhỉ. Ok ok. Hùng, lấy tăm bông. Cá nướng muối ớt chốt luôn. Cay anh lấy nước cho nó uống. Thôi, em không ăn được cay đâu. Lần nào ăn cay về em cũng đau bụng. Anh chị chơi đi nhá, em đi về trước đây. Vân ơi. Thảo ơi, chị Bảo này. Chốt nấu đi. Đi. Đây. Đấy. Đầu tiên ấy, làm sạch cá, cắt mang, bỏ vây, bỏ ruột đi nhá. Xong rồi khứa cá thành hình ô vuông như này này, hiểu chưa? Ừ. Thấy chưa? Tiếp theo ấy, pha muối ớt để nướng cá còn phết lên. Muối ớt thì đầu tiên chúng ta cần gọi là xả tỏi hành khô, ớt băm nhỏ ra. Xong rồi là phi lên thơm với dầu điều, hiểu chưa? Rồi, phi đi. Ê, mày làm đi. Thảo, làm đi mày. Chị Quỳnh làm đi. Tao làm. Rồi, giờ tao pha nước mắm, hiểu không? Pha thì cần là gọi là đường, mắm, tương ớt, cho thêm tí nước á. Đấy, sao cho chua cay mặn ngọt tí là được. Rồi. Được rồi. Sau khi mà pha mắm xong ấy, chúng ta sẽ đổ hỗn hợp mắm này vào trong chảo đảo cùng luôn nhá. Đảo đi. Ai dạ. Nhìn đã thấy ngon rồi, chưa nào đến ăn. Mày được cái Hiếu ạ. Đấy, sủi rồi. Đổ nước sốt ra bát đi. Rồi nướng cá. Này, đổ đây. Này chị Quỳnh ơi, nãy chị định bảo em cái gì ấy? À ơ đi. Mày gì? Không thấy tao đang làm à? Hả? Cái loại kiểu gì, con gái con lứa kiểu gì đấy? Hả? Thấy người ta làm là phải xà vào giúp chứ, hả? Cái loại con gái vô duyên vô dạng, dáng vô dáng vô hình. Ê! Được rồi. Giờ đi kiếm cho tao một cái mẹt rau sống nhá. Có muối chanh ớt vào đấy để tí chấm với cá. Muốn ăn kèm thêm dưa chuột hay là cái gì thì cứ cho tiếp hết vào, hiểu không? Đi đi. Vâng. Con gái con lứa chả hiểu ra cái thể thống gì, một binh một kiểu, đúng là sai lầm của tạo hóa. Mày bảo ai? Nó bảo mày đấy, mày chả y thế còn gì. Tao bảo anh Thảo cho tao chứ tao nói gì mày. Anh Hiếu, tao sống đây này anh Hiếu. Được rồi, để đấy. Giờ tao sẽ phết nước sốt vào. Đấy, phết lên trong đợi một lúc cho nó ngấm, xong rồi đổi mặt còn lại, phết tiếp, thế là được nhá. Tao không nghĩ là tao có thể làm được một cái món gọi là ngon như thế này đâu. Xem nào. Ồ, thơm thế. Chị Quỳnh ơi, chị để xuống đi để ăn, em thèm quá. Ăn chứ, thế nhưng mà tao mang về nhà tao mới ăn. Cảm ơn hai anh em chúng mày nhá. Hùng đi về đi. Này, bạn đây, bạn làm quá tốt. Thảo nhớ nhá, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chị đi về đây. Anh Hiếu ơi, em thèm cá nướng muối ớt quá, nhìn rõ ngon ạ. Cái thật đấy, một miếng nó cũng không cho. Anh Hiếu, em thèm cá nướng muối ớt. Anh cũng thèm, thế nhưng mà có mỗi một con nó mang về rồi. Thôi để hôm nào mà câu được thì anh làm cho mà ăn nhé. Vâng. Mà anh Hiếu, chị Quỳnh có chuyện gì muốn nói với em đấy. Mà chị ấy cứ bảo là chị có nhiều chuyện lắm. Anh với chị đấy có chuyện gì à? Nếu giờ mà anh nói chuyện đấy ra với mày, mày có mách bố không? Còn tùy chứ anh. Nếu mà liên quan đến việc học thì em phải mách đấy. Không, nó không liên quan đến việc học lắm. Thế thì anh nói đi. Nhưng mà mày phải hứa là mày không được mách bố. Được rồi, em hứa. Thì là cái Quỳnh ấy, nó quay được cái video anh nắm tay Vân ở sau trường, sau nó uy hiếp anh,
bắt anh phải làm theo những gì mà nó muốn. Nếu không ấy, nó sẽ đưa cái video đấy cho mày để mày make bố đánh anh. Anh nắm tay chị Vân á. Ui ôi, kinh nhá, kinh nhá, kinh đấy. Anh mày cũng 18 tuổi rồi chứ mới mà chả lắm. 18 à? Ai ta, đâu đấy? Em đi make bố. Ờ, này. Mày bảo mày không make bố mà. Thế nhưng mà chuyện này ảnh hưởng đến việc học của anh mà. Anh yêu đương thế sao mà học được? À thì thôi được rồi. Mà này, sắp mùng 8 tháng 3 rồi đấy. Mày thích gì anh tặng đấy. Anh tưởng làm thế mà mua chuộc được em á. Anh đúng là anh trai của em đấy. Em thích lắm đấy. Hai tập hình dáng oppa anh Hiếu nhá. Ê, sợi. Tưởng là đơn giản. Chốt đơn nhá. Đọc cái à. Ê, đi về đây. Ê, cầm chậu, cầm chậu đây. Cầm. Ồ. Hôm nay bạn lần ác nhờ. Cả năm tiết mình không thấy cái mặt bạn thân của mình đâu cả. Không. Mày. À, Thảo, mày qua đây chị bảo mày cái này. Có chuyện gì ấy chị? Vẫn cái chuyện mà anh nắm tay Vân sau trường ấy, cái clip ấy. Có chuyện gì mà hot hơn không chị? Chứ chuyện đấy cũ quá. Có để làm gì có cái chuyện gì tào lao hơn những cái chuyện đấy đâu. Thôi, về, kệ đúng không? À, nó bảo mình tào lao kìa. Thằng này nó nói đúng rồi. À, nói đúng hả? Mày thấy ai? Đúng rồi, đúng rồi. Trông anh trai em như con chiêu hùa của quán bà Sinh ấy nhỉ? Con chiêu hùa đấy Sinh mà. Ý em là đang khen anh đấy. Mày gọi Vân chưa? Em gọi rồi. À đấy, chị Vân đang đến rồi kìa. Anh Hiếu. Ra những lời này, anh đã phải suy nghĩ rất lâu rồi. Anh có món quà tặng em. Anh muốn nói với em một điều rằng em là cô gái xinh nhất, là cô gái có làn da đẹp nhất, có đôi mắt bổ câu đẹp nhất và có nụ cười tỏa nắng đẹp nhất. Em có thể làm người yêu anh nhé baby. Quỷ. Bố. À, mày đi học nhóm ở đây hả Hiếu? À, học hành không lo học hành, nứt mặt ra tí tuổi đã yêu với đường. Mày thích yêu đường không? Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Cháu xin phép bác cháu về ạ. Yêu đương không sai. Nhưng cái sai của anh ấy là anh nói dối tôi là anh đi học nhóm. Bây giờ ăn mấy roi hả Hiếu? Bố ơi, bố bình tĩnh đi ạ. Con đây cũng là đi học của bố. Con đang học làm người lớn. Người lớn phải có người yêu. À, giờ anh lại còn cãi ngang với tôi nè. Ha, cái thằng. Ai ổ? Ai à? Ai ổ? Ai ổ? Con có liên quan gì đâu ạ? À, cái tội đồng lõa, bao che mà lại dám bảo là không liên quan à? Hôm nay mày ơi, ai bố, bố có gì bố? Ai bố? Ai bố? Ai bố? Chạy à? Bố chạy à? Ai bố? Ui ôi, Quỳ đau thật đấy. Mày đúng là ác thật Quỳ ạ. Sao lại ác? Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi. Ai bảo nó nói dối bố nó là nó đi học xong rồi nó đi chơi. Mày lại mồm điêu.
Rõ ràng là mày ghét nó vì cái vụ hôm trước. Nay mày bảo bố nó để trả thù nó, mày còn ra vẻ. Ai bảo, ai bảo. Ôi giời ơi. Còn lâu thế không biết. Hay lại có đứa nào vứt cặp lên cây rồi cũng lên đấy. Ôi giời ơi, con này tổ đến thế là cùng ấy. Đi học không ngày nào bình yên, cứ để chúng nó trèo đầu cưỡi cổ. Anh ơi đứng lại, anh Long đứng lại cho em. Đứng lại ngay. Mệt quá. Anh Long, anh dám bảo mẹ em xuống địa ngục à? Hôm nay nhá, em cho anh xuống địa ngục luôn. Ôi, thôi thôi thôi. Mày dùng cái này á, nó xuống địa ngục thì mày cũng ở địa ngục trần gian luôn em ạ. Dùng tay thôi nhá, như này này. Mày xử nó. Anh Long, hôm nay em cho anh chết luôn. Địa ngục, địa ngục, địa ngục, địa ngục. Ôi, buồn, 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 buồn. Buồn á? Em đang cấu anh mà, sao anh lại buồn? À, cấu à? À, đau quá, đau quá. À, trời ơi, đau quá trời. Em chưa cấu mà. À, thế thế cấu đi. Cấu cái gì? Được rồi. Này, thôi. Xong nhá, Hòa. Những đứa tổ quánh nhau cũng mang một cái phong cách thật là kỳ dị. Này, sao đây? Này, sao đây? Anh Hiếu ơi, có thật là mẹ xuống địa ngục không anh? Sao mẹ phải xuống địa ngục? Hôm nay cả trường làm báo tường mùng 8 tháng 3. Em vẽ mẹ là thiên thần. Anh Long Tổ nhìn thấy, anh Long Tổ bảo là mẹ mày không phải là thiên thần, mẹ mày xuống địa ngục. Thằng vật dạy. Đâu, mẹ là thiên thần mà nó biết cái gì đâu. Bố chả bảo thế còn gì nữa. Rồi đấy, lại xị mặt ra. Mẹ nhá, mẹ là thiên thần ấy. Mẹ làm nhiệm vụ ở trên trời đây này. Mẹ vẫn luôn dõi theo và bảo vệ anh em mình đấy. Anh toàn nói lừa em thôi, em chả tin đâu. Ồ, anh hay nói dối mày thế nhưng mà cái này anh nói thật mà. Gơm. Thôi, em chả tin đâu. À mà anh Hiếu ơi, thế anh Tuấn với lại chị Nhung đâu? Chúng nó đợi mày lâu quá, chúng nó về trước rồi. Kệ chúng nó đi, chiều hẹn chúng nó ra nấu ăn. Vâng. Về đi. Đấy, ăn ngoan. Mày chết á, thì xuống địa ngục rồi. Mày vẽ tinh thần lên báo tường á? Mở à? Ô. Hai con yêu dấu, mẹ xin lỗi vì bây giờ mới gửi thư được cho các con. Mẹ phải làm nhiệm vụ mới, giờ mới hoàn thành. Nhưng mẹ lại đang chuẩn bị làm nhiệm vụ mới của các thiên thần đấy. Con và anh Hiếu nhớ ngoan, nghe lời bố. Từ bây giờ mẹ sẽ viết thư thường xuyên cho các con nhiều hơn. Yêu hai con. Anh Hiếu, anh Hiếu ơi. Cái gì đây? Hả? Cái gì đấy? Anh Hiếu, anh Hiếu, mẹ gửi thư cho anh em mình này. Ồ, thế á? Ê, mẹ bảo thế rồi, mẹ vui chưa? Anh đã đọc thư đâu mà anh biết là mẹ bảo gì? Ừ nhỉ? Ừ, đã đọc đâu? Thế mẹ bảo gì? Mẹ bảo là mẹ là thiên thần, đang làm nhiệm vụ anh Hiếu ạ. Mẹ còn bảo là anh em mình phải ngoan, nghe lời bố. Mẹ sẽ viết thư đều cho anh em mình. Đấy, anh bảo ngay từ đầu là mẹ là thiên thần thì không tin. Chỉ có khôn nhà dạy trợ thôi. Thằng Long Tổ nó nói có câu thì tin sái cổ ra. Anh nói khàn cả cổ thì không tin. Tại anh hay lừa em quá mà. Thế thằng Long Tổ nó không lừa chắc lắm. Mà anh Hiếu ơi, gì? Mẹ là thiên thần thì mẹ có phép thuật không anh? Có, mẹ có phép thuật. Mẹ là thiên thần mà, mẹ siêu lắm. Búng tay phát là thích cái gì có cái đấy. Tốt quá anh Hiếu ạ. Ừ. Thế thì nhá, em sẽ viết thư lại cho mẹ, em sẽ xin mẹ cái này. Mẹ chết rồi.
Được rồi anh Hiếu ơi. Cái gì đấy? Em viết thư cho mẹ rồi. Em buộc vào quả bóng bay oxy này này, xong rồi nó bay lên trời nhá, thì mẹ mới nhận được chứ. Em xin chú Tuần đấy, chú Tuần có cả chùm cơ. Ồ, thế mẹ viết cho mẹ cái gì đấy? Bí mật, em đi thả đây. Mẹ ơi, mẹ đợi thử của con gái rượu nha. Ôi, tao. Anh cho mày 2.000 đi mua bim bim. Về đây ăn mừng nhận được thư của mẹ nha, đi. Anh Hiếu này mắt tính đấy. Đi, nhanh lên đi. Vâng. Ui, chết rồi. Mày chết à, xuống à. Mẹ ơi, con với anh Hiếu nhớ mẹ nhiều lắm, cả bố nữa. Con ước mùng 8 tháng 3 mẹ về để cả nhà mình cùng đi chơi. Nhưng mà nếu mẹ bận quá thì thôi mẹ ạ. Mẹ có phép thuật, mẹ biến cho con một anh oppa Hàn Quốc đến để hát cho con nghe mẹ nhé. Ôi trời, chết rồi. Con dở này, nó đòi biến cho oppa Hàn Quốc thì cứ mà chết dở ấy. Oppa kiểu này á, chắc chắn là phải chạy trốn khán giả rồi. Nếu không thì khán giả ném đá cho vỡ đầu. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo, baby shark. Cảm mập à? Com se Maria, han chi e com, papa com, oma com, chi ke com, co. 안녕하세요. 아우. Ôi, anh Hiếu nhà mày ở đâu? Cháu không biết chú ạ. Anh Hiếu bảo cháu là đi mua bim bim, xong cháu quay lại chả thấy anh Hiếu đâu chú ạ. Thế chú tìm anh Hiếu có việc gì đấy chú? Ta tìm nó để mà đòi lại cái loa kéo. Lúc nó sang mượn, ta đang đi vệ sinh, thế nó vừa hỏi nó vừa kéo đi, bực thế chứ lại. Chắc anh Hiếu nhà cháu lấy cái loa kéo nhà chú sang nhà anh Long Tổ đấu lại cái dàn karaoke rồi chú ạ. Chú sang đấy tìm thử xem. Ờ, thế để chú đi tìm. Mẹ ơi, con gặp oppa Hàn Quốc rồi mẹ ạ. À, nhưng oppa này nhìn xấu quá, trông như anh Hiếu nhà mình, hát thì như vịt kêu, chả hay gì cả. Ê, Tài, ô oppa đến rồi á? Vâng, vừa hát xong rồi múa nhảy tương tự ở đây này anh Hiếu này. Hả? Nhưng mà chả hay gì cả. Sẽ không hay, oppa nói tiếng Hàn Quốc, hát tiếng Hàn Quốc toàn bài mày thích còn gì nữa, thế bảo không hay. Ô, anh có ở đây đâu, sao anh biết? Nay tao đi vệ sinh ở đằng cái bụi kia kìa, tao thấy hết mà. Ô, mà anh Hiếu ơi, sao chú Tuân chú lại bảo với em là anh mượn loa kéo của chú đấy, khi mà chú đấy chưa đồng ý nhở? Tí tao trả. Ý là bị hiểu nhầm đấy, tí chú mới nhận ra là nhầm thôi. Ê, gì? Anh không được đọc thư của em đâu ấy. Thì không đọc, cũng khổ quá mà. Thank you.
Anh Hiếu ơi. Gì? Anh ở đây nhá. Em sang nhà chú Tuân, xin chú cái quả bóng bay oxy để gửi thư cho mẹ đây. Ê! Mày cứ ở đây trông bò đi nhá. Để anh sang xin cho. Xong rồi tiện thể anh nói chuyện luôn với chú về cái loa ấy. Vâng, thôi cũng được anh nhá. Ở đây anh ấy nhá. Mà anh Hiếu ơi, nhớ là đừng đọc thư của em nhá. Chỉ có mẹ mới được đọc thôi đấy. Biết rồi. Mẹ ơi mẹ, con xin mẹ một điều nữa được không mẹ? Mẹ về thăm hai anh em con được không? Con với lại anh Hiếu nhớ mẹ lắm. Mẹ về để đưa anh Hiếu đi học một lần thôi, để đám bạn của anh Hiếu sáng mắt ra, không trêu anh Hiếu nữa. Có hôm con nhìn thấy anh Hiếu đánh nhau vì mấy người đấy bảo anh Hiếu với con là trẻ mồ côi mẹ ạ. Mẹ về với anh em con nhé mẹ, một tí thôi cũng được ạ. Bò ơi, bò ngoan đứng đây ăn cỏ xong mình chờ anh Hiếu về nhá. Ô, mẹ trả lời thư rồi này, nhanh thật đấy. Xem mẹ trả lời như thế nào nào. Con gái rượu của mẹ, mẹ không thể về được. Mẹ phải ở trên này làm nhiệm vụ của các thiên thần. Nếu mẹ về đó, mẹ sẽ không thể nào quay lại thiên đường được, mà phải xuống địa ngục. Thảo Ngoan, nghe lời bố và anh Hiếu nhé. Vì mong muốn mẹ về với con, mẹ không thể thực hiện được, nên mẹ sẽ tặng cho con một món quà bí mật. Mẹ đã dặn anh Hiếu rồi, còn đợi anh Hiếu làm cho con nha. Yêu con. Ui, giật hết cả mình. Hey, giật cái gì? Đi nấu ăn đi. Anh vừa nghĩ ra được món Hàn Quốc hay lắm. Vâng, đi. Thế nhưng mà anh Hiếu ơi, hả? Mấy cái đồ này anh lấy đâu ấy? Thì... có trứng rồi này, hành lá này, hành tây này, cà rốt rồi này, bây giờ còn thịt bò miến Hàn Quốc, đấy, về nước tương bây giờ, ta mày chắc đủ. Trời ơi, viên bi châu to khổng lồ ơi, đợi anh lâu lâu tí nhá, bây giờ anh phải đi đáp ứng cái nhu cầu của cái tàu há mồm đang mếu máo ngoài đồng kia đã. Ôi trời. Anh đi xin của anh làng. Anh đi xin mà người ta cho á? Mà em xem nào. Xem đây, có gì đâu. Ô, anh Hiếu ơi, sao anh lại xin được cả miếng thịt bò to thế này? Thịt bò đắt chứ có phải không đâu, lại còn cả miếng Hàn Quốc nữa. Em áng chừng chỗ này á, cũng phải khoảng 500 nghìn đấy. Anh xin được, em chả tin đâu. Anh đừng tưởng em tồm anh lừa được em nhá. Xin thật mị. Chả hiểu sao cả làng này mặt tính thế chứ để. Kiếm đâu ra miến Hàn Quốc với thịt bò bây giờ nhỉ? Ồ, chú Tuân kìa. Chú Tuân. Ô Hiếu. Ôi giời ơi, chú quý mày nhất làng ấy. Chú có miến Hàn Quốc, tí thịt bò tặng mày. Cảm ơn mày nhá. Ôi, chú ơi, sao chú lại cảm ơn cháu đấy ạ? Tại vì mày hay ăn trộm quả này, trêu chó nhà chú này, lại còn đi phá làng phá xóm nữa đấy. Tại vì chú lấy vợ sớm cho nên chú không nghịch được như mày. Chú là chú thích mày nhất đấy, cho nên chú cảm ơn mày nhá. Ôi giời ơi, cháu đang cần. À, cháu cảm ơn chú ạ. Chú về đây, chú về chú trồng thêm mấy cây ổi, cây khế, cây bưởi nhá, cho chúng mày hái trộm. Cháu cảm ơn chú nhá. Lại ừ. Ừ cái gì? Thế có ăn không để đem trả chú Tuân à? Ê, em có ăn mà anh Hiếu. Tưởng mà này, không hiểu sao nay nhiều đồ xịn thế nhỉ. Mẹ làm phép thuật cho anh em mình ấy. Đồ điên. Em nói thật mà. Được rồi, mày gọi cái Nhung với thằng Tuấn này ra cho nấu ăn đây, xong anh em mình nấu nhá. Vâng, đi. Đi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại bếp của anh Hiếu. Và nhân ngày mùng 8 tháng 3 sắp tới, không hiểu vì một thế lực nào đó xui khiến tôi làm món miến trộn Hàn Quốc cho
em gái tôi ăn. Đầu tiên, để làm được món này thì chúng ta cần đó là miến Hàn Quốc, rau cải và trứng. Đấy, đây, bây giờ như này, chúng mày trần hai cái này cho tao, sau đó thì rán trứng rồi cắt sợi để riêng ra nhá. Ok. Đúng rồi. Và bây giờ, tiếp theo thì Hiếu sẽ thái thịt bò, còn mộc nhĩ thì Hiếu đã thái đây rồi. Đấy, thái dài ra một chút rồi ướp hai cái này với gia vị nhá. Rồi, thịt bò đã thái xong. Bây giờ chúng ta sẽ trộn thịt bò mộc nhĩ với một chút tỏi băm này, dầu mè này, nước tương này, đường và muối. Rồi, bây giờ chúng ta để tạm sang một bên để cho gia vị ngấm. Chúng ta sẽ tiếp tục thái ớt chuông, ớt sừng, hành lá, hành tây, cà rốt, thái dài ra nha mọi người nhé. Rồi, miến trần xong rồi đúng không? Sau khi mà đã trần xong miến ấy, thì chúng ta sẽ lấy dầu mè, nước tương và đường để trộn vào cho miến nó tơi ra nhá, không dính. Ô, lại khóc. Sao đấy? Nhớ mẹ à? Thôi, đừng có khóc. Mẹ trên kia mẹ lo lắng cho mày. Mẹ không làm được nhiệm vụ đâu. Đừng khóc nữa. Ô, anh Hiếu, em có khóc đâu. Tại hành cay quá đấy. Dại, là mất công tao nịnh. Được rồi, xong rồi. Đem tất để tao trộn nào. Đưa tất á? Cả của tao, cả của Nhung à? Chả thế thì sao? Phải là tất của cả hai đứa. Chứ bây giờ mình của mày thì làm sao mà thành món ăn được. Chả hiểu cái giống gì cả. Ôi, gì đấy? Tất. Chúng mày bị điên à? Ý tao là tất cả nguyên liệu mà chúng mày vừa làm ấy. Chứ đưa đem tất của chúng mày ra làm gì? Ai bảo không nói rõ. Thôi được rồi. Các bạn ạ, bây giờ Hiếu sẽ lấy rau ra và cho vào một chút dầu mè này, nước tương này và một chút tỏi nữa, trộn đều lên nhá. Trong lúc tao trộn đấy, bật bếp lên. Phi tỏi cho tao nhá, phi thơm lên. Xong rồi đổ mấy cái này này. Đây, cho cà rốt vào trước, đảo một lúc, sau đó thì cho những cái này vào đảo nốt, hiểu không? Ok. Ok. Được rồi, các bạn nhớ nhá, những cái này thì chúng ta sẽ không cần cho gia vị nữa, bởi vì miến, rau và bò chúng ta đã cho gia vị rồi. Đấy, bây giờ tắt bếp, đúng rồi, xong đổ ra đĩa. Cho thêm một tí dầu vào chảo nữa để xào thịt bò nhá. Rồi. Mày xào thịt bò một vĩ luôn đi. Đổ ra đi. Rồi. Ôi, thơm lừng. Xào chính ra sướng rồi đấy. Có anh trai như anh Hiếu, món gì cũng biết nấu. Mà anh Hiếu ơi, sao hôm nay anh lại nghĩ ra cái món đặc biệt đấy? Tao chả biết. Chả biết cái thế lực nào nó xui khiến tao làm cái món này. Anh Hiếu ơi, em có một bí mật, lát nữa em sẽ nói cho anh. Bí mật á? Ôi, hồi hộp thế nhờ. Tao đang muốn nghe quá đây này. Được rồi, bò đã chín. Bây giờ chúng ta sẽ đổ bò, mộc nhĩ vào trộn cùng với miến và tất cả những thứ mà chúng ta vừa làm cho vào trộn luôn. Thêm vào đó là một chút vừng và dầu mè nhá. Đấy, đổ vào đây cho ta nhé.
Ai tật ai... Lại nhúp. Bát đũa có kia, lấy ra ăn cho đồ hoàng. Này, chia ra. Đấy, này, hai đứa mày. Này, tôi chia ra. Đây, đây. Đấy. Ngon quá anh Hiếu ơi. Ủa ơi, bảo sao trong phim á, các ổ pa ăn nhiều đến thế. Ôi sao lưng mùi vừng. Hiếu ơi, thịt bò ngon tuyệt vời, ngon lắm. Chúng mày toàn khen thừa. Thằng Hiếu nó mang cái loa của mình đi đâu ấy nhở? Tao mà bắt được tao đánh cho hỏng bàn tọa. Mày, chúng mày cứ ăn đi nhá, còn nhiều lắm đấy. Tháo ấy, ăn đi nhá. Ê ra anh ngó con bò xem mà cầm mất chết ấy. Vâng. À, chúng mày đây rồi, có thấy thằng Hiếu đâu không? Cháu không. Thế còn thằng này, thấy nó đâu không? Cháu không ạ. Anh Hiếu với cháu ở đằng... cháu nhớ rồi. Nãy anh Hiếu đang ngồi ăn ở đây này. Xong rồi anh đau bụng quá nên là anh đi... đường này để giải quyết rồi. Được rồi, ta bắt được nó, ta cho nó lát đít. Ôi, quả này thằng Hiếu lại trộm quả nhà chú Tuân rồi. Thôi em Tuấn ơi, các anh Hiếu ơi, anh em mình ăn hết đây, ăn hết. Chú Tuân thì đánh đầu thật đấy. Mang loa kéo trả rồi, xin thế nào thì xin, vẫn dính bà rồi. Đùa. Con này nó lại viết thư cho mẹ đòi gì không biết. Phạt này mà nó đòi ăn cái gì nữa, lấy đâu ra tiền. Này, thầy Tuấn cái Nhung đâu? À, anh chị đi ăn xong xong rồi bị gọi về rồi anh Hiếu ạ. Ồ. Viết gì ấy? Lại viết thư cho mẹ à? Vâng, xong anh gửi cho mẹ giúp em với nhá. Không xem đâu ấy. Này đây, để tao đi xin bóng bay oxy xong rồi tao gửi luôn cho mẹ nhá. Vâng. Anh Hiếu, em biết là anh giả vờ làm mẹ để viết thư cho em nên là em không đòi hỏi gì nữa đâu. Em cũng hỏi chú Tuân rồi, chú Tuân bảo là không cho anh đồ ăn. Nhưng mà khi em về nhà ấy, thì em lại thấy con lợn của anh vỡ. Em biết là anh lấy tiền tiết kiệm để mua đồ ăn cho em. Em vui lắm anh Hiếu ạ. Đồ ăn mà anh nấu cho em ăn ngon hơn tất cả mọi thứ khác trong đời. Cảm ơn anh trai của em nhé. Mặc dù không có mẹ ở bên cạnh, nhưng mà có anh với lại có bù đắp cho em. Như vậy là em cũng hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ không buồn nữa đâu, em hứa đấy. Biết anh mày giả vờ rồi, mà mày còn đu theo để mày hành tao ra ba. Anh cho em cơ hội tao giếm không giết. Còn lâu nha, 400 cháu của tao chia tiền đi. Còn lâu đi nha. Này, đứng lại, chia tiền cho tao. Còn lâu đi, lại chia tiền cho tao. Không, mày còn đu theo để mày hành tao ra. Mẹ mày ở dưới địa ngục ấy, đâu ra ở trên thiên đường mà gọi là thiên thần. Tao chắc chắn mẹ tao là thiên thần. Mày không tin trên đời này có thiên thần chứ gì? Được rồi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Mày chứng minh đi. Mày mà chứng minh được á, tao cho mày tiền. Được. Chúng mày còn cười à? Tao đánh chết cho mày này. Yes, các bạn ơi, có một thiên thần mặc da bằng thịt đang đuổi theo mình. Chúc các bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ nhá. Anh Hiếu đi nhanh lên, thiên thần sắp đuổi Kim Minh rồi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình ẩm thực của MasterChef Minh Hiếu. Và ngày hôm nay Minh Hiếu xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn màn trình diễn cực kỳ đặc biệt, đó là cơm chiên Dương Châu.
Với sự có mặt cực kỳ quan trọng, đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là anh cơm nguội. Đấy. Nếu muốn chiên cơm ngon ấy, thì các bạn phải dùng cơm nguội nhá. Cơm khô, hạt nào rời hạt đấy thì chiên sẽ rất là ngon. Đấy. Và tiếp theo đó là cà rốt, đậu que hoặc đậu cô ve, tôm khô hoặc tôm tươi. Tôm tươi được thì càng ngon các bạn ạ. Rồi là lạp xưởng này, giò lợn này, trứng gà này, hành lá này, hành khô này, tỏi này. Đấy. Ở nhà các bạn có những topping nào mà các bạn muốn cho vào đều được hết, tùy theo sở thích của các bạn nhá. Và bây giờ anh em nhà Minh Hiếu tôi sẽ bắt đầu vào làm món cơm chiên Dương Châu. Đấy. Con Thảo, bây giờ mày chiên trứng cho anh đi nhá. Chiên tầm 3 quả thôi, chỉ cần 3 quả thôi. Đấy, chiên vàng xong rồi bỏ ra cắt dài là được nhá. Còn Hiếu, Hiếu sẽ thái cà rốt này, rồi là đậu que này, lạp xưởng, giò lợn thành hạt lựu. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhá. Rồi, bây giờ Hiếu sẽ lấy 2 quả trứng gà đập vào tô cơm này và trộn đều lên nhá. Đấy. Đấy, trộn đều lên này. Rồi, đều rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho dầu vào chảo, bật nóng chảo lên, sau đó thì đổ cơm vào chiên vàng nhé. Cho dầu vào đây. Rồi. Bây giờ Hiếu sẽ bỏ cơm ra nhá. Và bây giờ Hiếu sẽ cho một chút dầu vào và phi thơm hành tỏi lên. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ đậu cô ve và cà rốt vào xào chung. Khi mà rau củ chín sơ sơ ấy, thì chúng ta sẽ đổ lạp xưởng, giò và tôm vào đảo chung, nêm nếm gia vị nhá. Rồi khi nào mà gần chín ấy, chúng ta sẽ rắc hạt tiêu vào và tắt bếp. Đấy. Các bạn lưu ý một phần nhá. Các bạn mà đảo phần rau củ nó mà ra nước ấy, thì các bạn sẽ phải đổ đi nhá. Đấy. Đã chín sơ sơ. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần vào. Rồi. Rồi, chín rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ rắc cái mặt tiêu vào đây, đảo một chút nữa rồi cho cơm vào đảo cùng luôn nhá. Khi nào mà gần chín ấy, chúng ta sẽ cho hành lá vào. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp đi và cho hành lá vào nhá. Rồi,
Và bây giờ chúng ta sẽ đổ ra đĩa, sau đó thì giải trứng chiên cắt mỏng khi nãy vào nhé. Nhìn đẹp mắt nhỉ anh Hiếu nhỉ? Chứ còn gì nữa. Các bạn ạ, món này tuy nhiều nguyên liệu nhưng mà cực kỳ dễ làm. Các bạn có thể làm tại nhà nhá. Nào, bát đâu, múc ra để ăn. Cần gì phải bát hả anh Hiếu? Mỗi người một cái thìa xúc cho nhanh, đỡ phải rửa bát. À, cũng được. Thìa đâu? Đây anh. Rồi. Ơ, thế nhưng mà anh Hiếu ơi, không gọi anh Tuấn, chị Quỳnh với lại chị Nhung à? Có mỗi nhọn cườm này, gọi chúng nó ra để hết à? Anh em mình ăn thôi, hiểu không? Ăn nhanh đi, không tí chúng nó đi ngang qua còn cái nịt. Ăn đi. À. Ngon quá anh Hiếu ơi. Tuyệt vời. Ngon. Chú ơi, chú đói à? Chú ngồi vào đây ăn với bọn cháu ạ. Chú ơi, chú ngồi ở đây ạ. Chú ăn đi ạ. Chú ơi, nhà chú ở đâu đấy ạ? Tại sao chú lại lang thang như này? Chú ơi chú, chú ăn nhiều đi ạ. Cơm này ngon lắm, chú ăn hết cháu lại sớ cho. Chú ăn nữa đi ạ. Ngon không chú? Ôi trời ơi, nhìn bọn này bẩn thế nhỉ? Khổ thế chứ lại. Bát thì không có mà ăn, ghế thì không có mà ngồi, xong lại còn ngồi ăn cùng cái lão ăn mày ấy nữa. Trời ơi, quá khổ sở luôn. Cái bọn này nó chỉ ăn cơm nguội thôi, làm sao bằng anh em mình được. Sáng ra nó có thể đi ăn bảo ngư vi cá với tôm hùm, chán còn chả muốn ăn nhưng mà... Chả thấy không à? Này, chúng mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà coi thường người khác. Cái này không phải cơm nguội bình thường như chúng mày nói, nó là cơm chiên Dương Châu đấy. Nhìn cho kỹ đi nhá. Trời ơi này, cơm rang á thì nói là cơm rang đi, bày đặt hoa mỹ, cái này chó nhà tao không thèm nhá. Ai cho mày hất cơm của tao? Mày tưởng nhà mày giàu mày muốn làm gì mày làm à? Nhà tao có tiền, tao thích làm gì thì tao làm đấy. Làm sao? Bố chúng mày không nuôi được chúng mày, nhà chúng mày nghèo, còn sang nhà tao để xin quần áo mang về mặc ấy kìa. Gớm, xin diện cái gì, to mồm cái gì? Ăn mày để còn to mồm. Anh Long, anh không được xúc phạm bố em. Này, tao cho mày nói lại đấy. Mày có tin tao cho mày bay hàng tiền đạo không? Bố mày đang thừa cái răng cửa này. Vừa mắm chưa cắn. Anh Hiếu ơi, đừng có chấp mấy anh đấy. Thôi mình đi về đi, đừng có đánh nhau. Chúng mày muốn đánh tao à? Tuổi tí. Chả thế à? Hôm nay là may mắn lắm ấy, mới được bọn tao dạy dỗ ấy. Thằng chó ơi. Anh Hiếu, mấy người đừng có đánh nhau nữa, tao báo công an đây. Anh Hiếu, anh có sao không? Ngoan ngoan á, thì ăn nốt chỗ cơm gian này đi. Còn láo á, bọn tao đánh nó mất hình đấy. Đi.
Hai đứa. Ồ. Bố ạ. Sao mặt mày bí xị ra thế? Lại đánh nhau à? Hả? Con với cái cứ suốt ngày đánh nhau là thế nào? Tại anh Long với lại anh Tài ấy bố ạ. Hai anh ấy bảo bọn con là nhìn giống ăn mày nên anh Hiếu anh mới... Thế cả cái làng này ai mà không biết là hai cái đứa đấy là thuộc cái loại hư đốn rồi. Cãi nhau với chúng nó làm cái gì? Nhịn một tí thì chết à? Thế nhưng mà nó chửi bới xúc phạm bọn con. Nó bảo bố không nuôi được. Nhà mình nghèo, không có tiền mua quần áo. Bố phải đi xin quần áo nhà chúng nó để mặc. Thì bố xin về để bố mặc đi lau đậu. Bố, từ sau bố đừng xin cái gì về nữa bố ạ. Con nhục lắm. Cái thằng này, nhục cái gì mà nhục? Mình có đi ăn trộm ăn cắp đâu mà nhục. Kể cả thế bố ạ, thà bố mặc quần áo rách còn hơn là bố mặc đồ đi xin. Nhà mình nghèo nhưng mà không đến nỗi là không có tiền để mua bộ quần áo mới. Anh Hiếu, con với chả cái cứ làm như nhà mình giàu lắm không bằng ấy. Thế tao không tiết kiệm tiền thì sau này lấy tiền lá mít cho chúng mày đi học đại học à hả? Thôi bố bình tĩnh đi ạ. Tiền sư nói chứ, càng lớn đầu càng không biết nghĩ. Thằng này láo thật. Mấy hôm tao ốm không đi học, nó ở trường dám xưng vương xưng bá à? Chúng mày cứ để đấy, tao sẽ xử nó luôn. Thôi chị Quỳnh ơi, chị đánh anh đấy, bố chị lại đánh cho hỏa nhau ấy. Ồ. Ô, ai vậy chúng mày? Nhìn oách xà lách phết. Nhìn người này quen lắm các anh chị ạ. Chú là người ăn mày mà hôm trước hai anh em cháu cho chú ăn cơm chiên Dương Châu đấy. À, chú ăn mày, sao hôm nay nhìn chú khác thế à? Ôi, chú ơi, hôm nay nhìn chú khác lắm chú ạ. Trông như kiểu đại gia ấy ạ. Chuyện dài lắm. Đại loại là lần đó chú bị người ta chơi xấu và cướp hết tài sản. May là được các cháu cứu giúp các cơn đói và cho chú ít tiền nữa. Sau khi trở về nhà, chú đã đưa được bằng chứng tố cáo kẻ hãm hại chú, nên chú đã lấy lại được tài sản. Các cháu đã giúp đỡ chú, dù chỉ là một bữa cơm, nhưng chú sẽ không bao giờ quên. Các cháu thật là nghĩa khí. Dạ, không có gì đâu chú ạ. Bây giờ thế này, chú sẽ cho anh em nhà cháu 200 triệu. Ôi, thật ạ? Đúng vậy, các cháu có 3 điều ước để sử dụng hết số tiền đấy. Ôi ôi, bọn cháu thích làm gì cũng được à? Đúng, nhưng mà chỉ quy ra vật chất, các cháu không được sử dụng tiền mặt để chi tiêu hay cho người khác. Ôi, thích thế. Này Hiếu ơi, mày phải nhớ là đứa nào mà đánh mày là tao ra mặt giúp lắm đấy nhá. Dạy, được rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. Chú ơi, thế bây giờ cháu ước luôn nhé, em cho nó ước sau. Cháu ước là cháu có quần áo hàng hiệu để mặc đi học. Cháu muốn cho những cái đứa mà khinh thường cháu lác mắt luôn. Được. Chú ơi, cháu muốn có quần áo hàng hiệu cho em cháu với bạn cháu nữa. Được. Hiếu ơi, mày đúng là bạn tao. Chú ơi chú, cháu ước có vé đi xem live show của idol đấy chú ạ. Được. Còn ước phải ước hoành tráng lên như này. Các em. Anh ơi, hôm trước anh dạy dỗ thằng Hiếu ấy, giờ mà nó gặp mình ấy, nó cứ phải gọi là cục cái pha xuống. Thằng nhà nghèo chốc làm cái gì? Sao mẹ nó ngầu đấy? Ai? Bộ quần áo này mày bao tiền? Hả? À, quần áo của tao á? Áo đi gần triệu, quần hơn triệu. Sao? Áo 10 triệu, quần 8 triệu, kính 6 triệu. Của chúng mày được như thế không? Hả? À? Mở to mắt mà nhìn cho kỹ vào. Không phải mỗi mình nhà mày có tiền nhá. Sống lỗi ấy thì cũng phải nhớ kỹ một câu. Cười người hôm trước hôm sau cười người. À người cười
Người giàu chắc chắn sẽ có người giàu hơn. Không phải người ta mặc quần áo bình dân mà người ta nghèo đâu anh Long ạ. Có khi là giàu ngầm đấy. Khiêm tốn á thì mới bền được. Anh ơi, sao chúng nó giàu thế nhỉ? Quần áo của chúng nó toàn hàng hiệu ấy. Kẻ tra chúng nó. Mày thích thì mày theo chúng nó đi. Đây là vé xem biểu diễn idol của cháu. Họ sắp sang Việt Nam rồi đấy. Cháu cảm ơn chú, cháu thích lắm ạ. Thôi được rồi, còn điều ước thứ ba, các cháu muốn gì nào? Cháu muốn có một quán ăn để thỏa mãn niềm đam mê nấu ăn chú ạ. Thế mày ước như thế thì cả ngày vùi đầu vào chảo dầu với bát ăn à? Ngu thế, ước cái khác đi. Anh Hiếu ơi, ước có nhiều món ăn đi anh. Mình đỡ phải nấu mà vẫn có cái ăn. Mày suốt ngày chỉ có ăn thôi. Tao thấy chỉ còn một điều ước thôi. Hai anh em chúng mày về nghĩ kỹ đi rồi hẳn ước. Còn mỗi một điều thôi, không phí đấy. Đúng rồi đấy anh Hiếu ạ. Các cháu suy nghĩ kỹ đi, rồi gọi cho chú. Dạ vâng ạ. Chào chú. Chào chú ạ. Này, cởi đồ mới ra, về bố hỏi chuyện, mệt lắm. Vâng. Thế mới nói, mình cứ sống tốt đi, trời xanh sẽ tự an bài. Bây giờ ra đường ấy, phải giúp đỡ người khác thật nhiều vào thì sẽ nhận được một cái kết có hậu ấy. Em lúc nào chẳng làm việc tốt. Ừ. Kia chả phải bố mày à Hiếu? Bố tao làm gì ở đấy nhở? Đây, của anh đây. Đây xin, cảm ơn chú. Khiếp, bác Đại nổi tiếng là tiết kiệm nhất làng, thế mà hôm nay lại bỏ hẳn 2 triệu để mua quần áo cho hai đứa con. Thì trước nay các cháu nó toàn mặc đồ cũ, đồ rẻ tiền. Nay cũng phải bỏ tiền ra mua cho các cháu bộ quần áo mới cho các cháu nó đi học chú ạ. Thế mà bác chả cố thêm tí nữa mua cho mình một bộ. Cái bộ quần áo bác mặc ngót cũng phải chục năm rồi còn gì. Này, phai hết cả màu còn sờn chỉ rồi kìa. Tôi có tuổi rồi, mặc sao chả được. Với lại tôi có đi đâu đâu, mặc đẹp để cho ai ngắm. Em biết ngay bác sẽ nói như thế mà. Trong cái túi này có mấy bộ quần áo cũ của em. Dạo này em béo lên nhanh quá, không mặc vừa nữa. Nói là cũ thôi nhưng mà còn mới lắm. Bác mặc oách lắm đấy. Tôi cảm ơn chú. Thế nhưng mà chú đừng nói cho ai biết nhá. Không bọn trẻ con nhà tôi nó biết được, nó hay xấu hổ lắm. Em biết rồi, mà có gì đâu. Ngày xưa lúc vợ chồng em nghèo cũng thế mà. Toàn mặc đồ thừa của anh chị em để lại, chả làm sao hết. Đấy, thế hệ của chúng ta khổ mãi nó quen rồi. Bây giờ nhìn thấy bọn trẻ nó sướng quá. À, mà của tôi hết bao nhiêu? Tôi gửi tiền chú. Của anh 2 triệu anh Đại ạ. À đây. Mà bác Đại, tay bác làm sao đây? Tay tôi bị đau trong lúc làm việc. Bị ngoài da thôi mà không sao đâu. Tôi gửi tiền chú. Bác phải cẩn thận chứ. Cảm ơn chú nhá. Đủ đấy, anh cảm ơn nhá. Anh về đây. À, sướng nhá. Hai đứa chúng mày lại có quần áo mới rồi. Con chào bố ạ. Hai đứa về rồi à? Ở đây, đợi bố một lát nhá. À, này, bố mua đồ cho hai đứa, thử đi xem có vừa không? Con xin ạ. Hàng hơi bị đắt tiền đấy, đi học cố mà giữ cho sạch sẽ, đừng có làm bẩn nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Bố ơi, con mua cho bố bộ vest ạ, bố thử đi bố. Bố ơi bố, bọn con mua cho bố đôi giày, bố thử đi ạ. Ồ, thế hai đứa lấy đâu ra tiền mà mua đồ cho bố? Mấy hôm trước, bọn con có giúp đỡ một người ăn mày, hôm qua chú ấy tìm gặp lại bọn con, bảo là đã lấy lại được tài sản bố ạ. Rồi chú ấy trả ơn. Chú ấy mua cho bọn con đồ hàng hiệu. Với lại mấy cái đồ này là chú ấy tặng hết ạ. Sao nghe hoang đường thế nhỉ? Có thật không đấy? Thật bố ạ. Lát nữa chú ấy sẽ đến đón bố con mình sang nhà chú đi ăn cơm đấy bố ạ. Chú ấy sẽ chứng thực cho bố thấy điều bọn con nói là đúng. Bọn con làm việc tốt giúp đỡ chú ấy nên chú ấy chỉ muốn trả ơn thôi ạ. Bố cho con xin lỗi ạ. Mấy hôm trước
con nói những lời làm bố buồn. Lúc đấy con chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình thôi, mà con không chịu thấu hiểu nỗi vất vả của bố ạ. Thôi được rồi, thấy con biết suy nghĩ như thế thì bố cũng mừng, bố vui lắm. Mà bố ơi bố, tay bố có bị sao không ạ? Hay là bố nghỉ 1-2 hôm đi, xong rồi hãy đi làm ạ? Không sao đâu, các con đừng lo. Cái gì? Điều ước thứ ba của mày là mày ước có quần áo với lại giày đẹp cho bố mày á? Ôi dồi ôi Hiếu ơi, ước gì không ước, ước toàn quần áo với giày dép thế. Có ăn được đâu mà cũng chẳng giàu được. Hai điều ước đầu tiên bọn tao đã ước cho bản thân mình rồi. Còn bố tao ấy, làm gì cũng nghĩ đến bọn tao đầu tiên, nên tao cũng phải dành một điều ước cho bố tao chứ. Phải sống tốt thì trời mới thương chị Quỳnh ạ. Ờ cũng đúng. Dù sao thì cũng không nên tham lam quá. Tao cũng được hưởng cái lộc của anh em chúng mày rồi, nên là tao không dám ý kiến gì hết. Nên thế. Thế bây giờ nói chưa, tao đi làm cơm chiên dương châu cho chúng mày ăn. Tari. Đi. À, ông bắt được mày rồi. Ông nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Hôm nay tao phải làm thịt mày kiểu gì cũng được, mấy mâm đãi cả làng. Đấy. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, anh có con gì thịt đấy anh Hiếu? Con muỗi hả anh? Con gái con lứa ngủ trương thấy nứt cốt ra. Giờ mới dậy, đi nấu đồ ăn sáng, người ta đói rồi. Thì hôm nay có phải đi học đâu anh Hiếu, lo em chẳng ngủ. Mà chẳng có cái gì ăn sáng đâu anh Hiếu ạ. Em lục ở nhà được hai mẩu bánh mì á, khô cóc khô keo này, ném chó chó còn chết đấy. Đưa cho nào. Có rồi. Này, mày ra ngoài vườn xem có cái rau snack nào sạch không, hái vào đây nhá. Với lại chua chuồng gà xem có quả trứng nào, mang nốt ra đây. Ê, anh định làm món gì ấy? Món gì tí các biết. Dri. Vâng. Không biết có phải sinh vào giờ hợi không, toàn nghĩ đến ăn. Đây anh Hiếu ơi, anh mà làm không ngon thì có trách em ấy nhá. Mày cứ ngủ im đấy, để yên anh mày thể hiện. Đầu tiên ấy, là chúng ta phải đặt chảo lên bếp, bật lên cho nó khô và nóng đi, hiểu không? Sau đó thì chúng ta sẽ đập trứng vào một cái bát. Để đậm đà thì chúng ta sẽ cho mắm và mì chính. Đấy. Sau đó thì đánh đều tan ra nhá. Xong rồi để lát còn chiên. Rồi. Bây giờ ấy, chảo khô rồi thì chúng ta sẽ cho bánh mì vào chảo, hiểu không? Không cần dầu. Chịu khó lật một chút thì bánh mì nó sẽ mềm ra. Đấy, rồi. Sau khi mà bánh mì đã mềm ấy thì chúng ta sẽ gắp ra. Để chúng ta tráng trứng, hiểu không? Tráng trứng thì cho dầu ăn vào. Đấy, rồi tắt bếp luôn. Chúng ta sẽ tắt bếp khi mà trứng vẫn còn ướt. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cho snack vào bánh mì. Sau đó thì chúng ta đặt trứng vào giữa. Đấy, rồi lại thêm một lớp snack nữa, cho bánh mì vào, cắt thành hình tam giác là ăn nhá. Đấy, rồi. Bây giờ chỉ cần cắt ra là ăn thôi nhá. Đấy, rồi mỗi em một nửa ăn đi. Trời ơi, quá siêu. Nóng quá. Giỏi cái con này ăn, ăn như lợn, ai ăn chanh của mày đâu mà mày phải vội vàng thế. Ăn từ từ thôi. Nhưng mà ngon quá anh Hiếu ơi. Từ sau anh làm cho em mang đi học ăn nhá. Ok, ăn đi. Ngon nha. Ngon thật đấy. Mi béo. Hôm nay trời đổi gió hay sao mà mồm mày khô thế? Mày kệ tao. Này, ăn đi. Mồm mày không nhai, tao nhìn không quen. Đấy, nhìn cái lúc mày nhai ấy, xinh hơn hẳn đấy. Món này tao làm ăn thoải mái nhá.
Mày làm được đồ ăn á? Ừ, món gì tao chả làm được. Tao rốt toán rốt văn. Thế nhưng mà riêng về làm đồ ăn nhá, bố mày phải gọi tao bằng cụ. À, ý tao là tao còn biết làm nhiều món nữa. Hiếu này, nấu ăn ngon á, liệu con trai có thích mình không nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Mày chưa bao giờ mày nghe câu là con đường dẫn tới tình yêu nhanh nhất là con đường đi qua dạ dày à? Hiếu ơi, mày xem tao có thể ấy được không? Ấy là cái gì? Là tao sẽ khiến ai đó rung động khi tao biết nấu ăn đấy. Ăn tiếp đi. Tao chợt nhớ ra là tao có việc gấp, tao phải đi đây. Thế nhá. Ơ kìa, Hiếu. Hiếu. Phải công nhận là tay nghề của thằng Hiếu càng ngày càng khá chúng mày nhỉ? Đúng rồi đấy chị ạ. Cái bánh mì nhá, nó khô không khốc ra, thế mà vào tay anh Hiếu một phát nhá, thơm ngon phung phức. Úi giời ơi, anh hát thì em khen hay. Này, thằng Hiếu nhá, sau này nó mở quán ăn vặt ở cổng trường như kiểu chú Tuân ấy, kiếm được phết đấy. Này, nói gì ấy? Hả? Ê. Tao mà phải mở quán bán ăn vặt ở cổng trường á, hả? Tao phải mở chuỗi nhà hàng, tao phải trở thành vua ẩm thực, mày hiểu không? Là em gái của vua ẩm thực, chị có thể nào chia sẻ một chút về anh trai của mình không? Vâng, anh trai tôi từ bé rất đam mê ẩm thực, thường xuyên ăn trộm hoa quả, trứng gà, đào khoai sắn của nhà hàng xóm để nấu ăn. Anh ấy tuy học dốt nhưng lại luôn giúp lớp đứng đầu bảng xếp hạng vì có học sinh ngủ gật, ăn quà vặt, nói chuyện riêng trong lớp. Chúng mày nhá, từ giờ ấy, có cái gì ấy, đừng hòng tao nấu cho chúng mày ăn. Hiếu, tao bảo, hùng bằng cái gì? Tao nghĩ là nhá, làm cái món đấy xong rồi bán cho mấy đứa trong trường được đấy. Mình bán sao lại được chú Tuân? Thì bây giờ chú Tuân bán 10.000 thì mình bán 8.000, khách xếp hàng từ đầu làng đến cuối làng luôn. Thế để có mà bị lỗ à? Hả? Tao không bán. Mày đúng là đầu óc bã đậu. Mua bánh mì cũ người ta không bán hết mà làm. Đầu tư ít nhưng mà lãi nhiều. Ý ai đấy? Đằng nào mấy cái bánh mì cũ ấy, mấy bà bán hàng cũng toàn đổ đi cho lợn thôi. Mình lấy mình bán cho người ta thì cũng như kiểu là mình tiết kiệm cho đất nước, đúng nhỉ? Nhưng mà em thấy có thế nào ấy, nhỡ tiêu chảy thì sao anh? Mày đúng là tổ không sai. Làm ăn kinh doanh ai chả có mánh khóe, đúng không? Mà tao làm bánh mì cũ cho mày ăn mấy lần mày có bị tiêu chảy không? Em là người tốt bụng mà, tao tháo đổi em làm sao được. Vậy nên ấy, việc của mày là im mồm, ăn và hỗ trợ thôi, để bọn tao làm nhá. Chốt như thế. Tao 10.000 một cái. Hả? Bát tê. Ngoài cổng trường bán 10.000 mà có cả thịt cả bát tê cơ mà. Này, ở ngoài cổng trường ấy, nó là bánh mì ba tê. Nghe chứ cái chữ gọi là bánh mì ba tê nó đã tê phèn rồi, hiểu không? Bánh mì của tao không những có tên ngon mà nó lại còn có tích cơ. Nó vẫn là cái bánh mì kẹp có gì đâu mà. Sai. Đây là món thái tử khoác hoàng bào. Món bánh mì này do một hoàng tử Pháp sáng tạo ra. Và có tin đồn rằng ai mà ăn được cái bánh mì này sẽ gặp được công chúa kiều diễm của đời mình. Thật à? Đúng vậy. Tin tao đi, chúng mày ăn cái bánh mì này sẽ gặp được công chúa của đời mình. Chẳng có lẽ nhan sắc của chúng mày không xứng à? Xứng, cho tao cái nữa đi. Từ, chó nào, cháu nào cũng có phần. Đưa cái đấy đấy. Chờ, cái thằng này. Tao đặt trước một tuần, mỗi ngày 3 cái. Này, cờ đâu, cho tao 5 cái. Còn rất nhiều, muốn bao nhiêu bọn tao cũng chiều hết. Mày bán thì tao đi vệ sinh tí. Hiếu ơi! Hiếu! Gì vậy? Thái tử khoác hoàng bào, hoàng tử nước Pháp, công chúa kiều diễm. Ôi trời ơi! Này Quỳnh ơi, theo như mày nói thì tao mà là hoàng tử nước Pháp ấy, thì mày sẽ là công chúa chuyên bốc phét. Phải nói là thằng Hiếu với con Quỳnh mà cứ song ký hồ bích như thế này, chẳng mấy mà bọn mình giàu. Có tiền, thích ăn gì, làm gì cũng được. Chuyện riêng hôm nay nhá, tao nhận được mấy đơn hàng đặt theo tuần rồi.
mà riêng tiền lãi hôm nay thì lại được 30.000 nữa, tha hồ mà ăn bân xiển. Công nhận chị Quỳnh nghĩ ra ý hay thật đấy, chuyển từ ăn bánh mì ôi sang thành ăn xiên bận. Này, mày không ai mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Chả thấy còn gì anh Hiếu, ở nhà vẫn còn một đống bánh mì ôi kìa. Ôi trời ơi, chị... mà nhá, khéo còn mốc. Ôi kìa, còn tắt vào cái mồm mày bây giờ. Mày nói thì lộ hết bây giờ, còn buôn bán cho ai nữa. Phải rồi đấy Thảo ơi, mày đừng có nói nữa. Không người ta nghe thấy người ta lại nghĩ anh trai mày làm đồ ăn bẩn, bán kiếm lời, báo công an bắt đấy. Lại còn được cả mày nữa, mày có im không? Ê, nhìn kìa. Yêu, ta tìm mày mãi. Ôi giời ơi, sao cái con này nó dai hơn đỉa thế nhỉ? Hiếu ơi, tao thấy hôm nay con béo này nó cứ đi theo mày, xong rồi nó nhìn mày bằng cái ánh mắt lạ lắm. Thì từ cái hôm mà tao cho nó ăn bánh mì kẹp ấy, xong rồi nó cứ nhìn tao, đi theo tao thế thôi. Này, có khi nào nó thích mày rồi không? Người ta bảo rồi ấy, tình yêu bắt đầu từ cái dạ dày mà. Wow. Con người tao toàn thân ưu tú, tùy tiện làm một món ăn thôi mà cũng khiến gái chết. Vậy cho nên mày phải phấn đấu nhiều vào. Tao chả thèm con nào thích tao cả, nhất là cái con này này. Như kiểu tao thích bánh mì trứng nhưng nó lại là bánh mì ba tê ấy, không hợp gu. Thì đấy, chị Quỳnh ơi, từ nhỏ đến lớn bây giờ em mới thấy có người thích anh Hiếu. Công nhận là đặc biệt thật đấy. Công nhận. Kể ra gu thằng Hiếu mặn, nhưng mà cái gu của đứa kia cũng mặn mòi không kém. Ô, Hiếu, bình tĩnh. Ý của bọn tao ấy là mày học dốt đến mức ưu tú rồi, thế nhưng mà người thích mày nó cũng phải đặc biệt để gây sự chú ý. Mày. Hiếu ơi, có chuyện muốn nói riêng với Hiếu đấy. Thôi, tao bận lắm, tao nhiều việc lắm. Lúc khác nhá, chúng mày nhớ mặt tao đấy. Này Hiếu ơi, hình như bọn tao nghiện cái món thái tử có hoàng bào của mày rồi đấy. Thật thế à? Chúng mày nói làm tao cảm thấy vinh dự quá. Thật là không có dễ dàng gì để tao làm ra cái món đấy được, hiểu không? Thế tại sao cái món đấy nó lại tên là thái tử khoác hoàng bào hàm ấy? Mày thử giải thích cho bọn tao nghe đi. Thực ra là cái bí kíp làm nghề ấy, thì không thể nào mà tiết lộ ra ngoài được. Thế nhưng mà chúng mày đã nhiệt tình như này thì tao kể. Cái món này khi mà cắn vào miệng nó béo ngậy, thơm ngon, giòn mà lại mềm, hương vị chua cay có cả. Nó giống như chàng hoàng tử ở trong cung điện ăn toàn món thơm ngon, nên da thịt lúc nào cũng mềm thơm. Phải trải qua những ngày chiêm nghiệm, nếm đủ chua cay cuộc đời của dân thường mới có thể thấu hiểu mà khoác lên mình tấm hoàng bào nối ngôi vua, trị vì đất nước. Mỹ vị nhân gian không chỉ nằm ở trong cái hương vị mà còn nhiều câu chuyện ở đằng sau nó nữa. Này, thằng Hiếu, tao nghĩ cả ngày mới được cái tên mà nó nghĩ ra cả một giai thoại đỉnh thật đấy. Kể ra nó mà mang cái tài nói phét này vào học hành á, thì đâu đến nỗi đội sổ môn văn. Tại vì anh đấy đội sổ mấy môn liền nên là không biết vận dụng môn nào ấy mà. Thằng bạn mình yêu vào trông nó cũng đáng yêu phết đi. Có lẽ con bé kia chính là sứ giả mà ông trời cử xuống để cảm hóa thằng Hiếu chăng? Nếu đây mà là chị dâu em á, chắc chắn em chết đói rồi. Đúng đấy, người như thế này chắc là sức ăn tốt lắm, đúng là còn cái nịt thôi. Wow, sao tao đi đâu tao cũng gặp mày thế? Thì tao có chuyện muốn nói với mày, mà mày cứ tránh tao. Tao biết cái rung động đầu đời nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà tao không có một chút nào với mày cả. Không phải, tao thích một soái ca, muốn nhờ mày dạy đống ăn để. Thôi, tao biết là tao rất ưu tú, mày sẽ dễ bị tao thu hút.
Nhưng mà bây giờ tao không có đầu óc gì để yêu mỹ đương đâu. Tao muốn tập trung vào sự nghiệp sau này, mày hiểu không? Mày hãy quên tao đi và tìm một người khác tốt hơn nhá. Ơ Hiếu, Hiếu, nghe tao nói đã. Hiếu, Hiếu, ơi, Hiếu, Hiếu. Ủa, may quá, thoát được nó rồi. Khổ thật đấy, ai bảo mình giỏi giang quá làm cái gì không biết, nhức hết cả đầu. Ấy rồi ôi, con đi chết rồi. Cho đau bụng nhỉ? Ê, sáng ăn có 5 cái bánh mì kẹp thôi mà. Ôi thôi. Ôi. Sao chạy nhanh thế nhỉ? Có mà chạy đằng rồi. Ô, cái con này đi đâu ấy nhỉ? Ê, ê, giật, ê, ai, ô, ai, ô. Ê, tao không nhìn thấy gì đâu nha. Ôi, ôi trời ơi, Hùng ơi, không phải như mày nghĩ đâu, Hùng ơi. Hùng, ôi trời, Hùng ơi. Mày chạy nhanh đi. Hả? À, làm tao dồn mày đứt cả hơi tí tuột cúc quần này. Ôi trời, Này, mày cái gì đấy? Hả? À, mày đừng có vớ vẩn nhá, bọn tao đoàng hoàng trong sáng. Đấy chỉ là sự cố thôi. Mày cấm đi nói linh tinh. Thôi được rồi, tao đùa thôi. Chứ cái ngữ như mày nhát như cái, cho tiền cũng không dám đẻ con gái nhà người ta. Mày thề đi, mày phải thề là mày không nói với ai đi. Yên tâm đi, tao sẽ không nói với ai đâu. Không đi, không, mày phải thề thế đi. Thôi được rồi, tao thề, tao sẽ không nói với ai. Thế nhưng mà, cái cảm giác đấy nó có vui không? À, cái thằng này, mày đứng lại, mày còn trêu tao, hả? Kinh thật, bọn trẻ bây giờ mới lứt bắt ra mà đã... Mày kể lại xem nào. Có đúng là thằng Hiếu nó dám làm cái chuyện ấy không? Hiếu nó là bạn thân của tao. Nếu nó ra sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của nó. Tao không thể nói được, chúng mày thông cảm. Thế thì để bọn tao hỏi, việc của mày là trả lời thôi. Được đấy, tao hỏi đây này. Thế chúng nó đã ấy chưa? Thế là thế nào? Thế ấy là cái gì? Thì là... Đấy, là như thế đấy. Ồ, kìa cái thằng này. Thế là thế nào? Không được, tao đã thề là không nói rồi. Nếu tao mà nói, xin bị đánh giấm liên tục. Ui giời ơi, Hùng ơi. Ôi giời ơi, thề đấy, thề của nó đấy. Đấy, đằng nào cũng đánh rồi thì nói đi, thoải mái đi. Thì lúc đấy, tao thấy bụi cây rung chuyển dữ dội. Rồi một lúc sau, có tiếng kêu xé tâm can. Thế rồi, hai chúng nó ngã vật ra và... Rồi sao nữa? Ta đang chờ mày. Thì... Hết rồi. Ôi giời ơi, thế mà con... Thật là thất vọng. Sao thằng Hiếu lại làm ra cái chuyện như thế chứ? Ta không nghĩ như thế. Thằng Hiếu nó gan thỏ đế, chắc chắn là nó không dám làm đâu. Con mi béo chủ động, chắc chắn tiếng kêu đấy của nó. Thật là đáng thương. Ai? Ôi giời. Bọn này đây ăn vặt không gọi tao nhá. À, chú Tuân này bán hàng à? Cho cháu con hướng dương. Ô, bác đại. Chú Tuân. Bao giờ thì mời cỗ em thế? À, cỗ bàn gì? Nhà tôi có bao nhiêu cái đám rỗ làm xong hết rồi. Ừ, bác lại cứ giấu em biết hết rồi. Cố thằng Hiếu chứ có ai. Trẻ con bây giờ tuổi trẻ tài cao thật đấy, giỏi hơn cả bố rồi. Chú cứ thế nào ấy chứ. Thằng Hiếu nhà tôi nó học dốt như thế thì cố bàn cái gì.
Bác nói thế là không được. Có con dâu mới về thì phải ít nhất cũng phải làm vài chục mâm để khao làng chứ đây. Dâu à? Dâu riêng gì? Cháu nó còn đang đi học cơ mà. Ôi giời ơi, thế thì anh chưa biết cái gì rồi. Thằng Hiếu nhà anh ấy, nó vật con nhà người ta ở ngoài bờ ruộng ấy kìa. Nghe đầu ấy, cái đứa đấy bây giờ nó béo bụng rồi. Cả làng, cả xã người ta bây giờ đang đồn ầm lên đi kìa. Ôi giời, chú nói thật à? Thật chứ sao không? Thôi chết rồi, thằng này hỏng rồi. Về hôm nay chết với tôi. Đây rồi, mày tiệt sự cái thằng này. Ai cái gì đấy bố? Thằng này, tao vất vả nuôi mày ăn học, thế mà mày lại dám hú hí với con gái như người ta ở bụi cây với lùm chuối à? Hả? À, ai bố nói cái gì đấy hả? À? À, cái thằng này, mày lại còn hỏi à? Cả làng người ta đang đồn ầm lên, bêu dếu lên, nhục cái mặt tao kìa. Thế nhưng mà bố em con chơi ở chuyện gì thế, đột nhiên con về cả bố nhảy thẳng vào bố, béo ngược tay con lên này bố. À, cái thằng này mày vẫn còn cãi à? Thảo, Thảo đâu? Lên đây bố bảo. Tiền sư mày. Bố hỏi gì con bố? À, bố hỏi nhá, có phải thằng anh mày chim chuột với con nào đúng không? Chim chuột là gì hả bố? Cả làng đang đồn ầm lên là thằng anh mày nhá với con gái nhà người ta ôm nhau vật nhau ngoài bờ ruộng kia kìa, đúng không? Uầy, anh chị mi béo ôm nhau rồi cơ á, kinh nhờ. Cái con Thảo Tổ kìa, mày nói tào lao gì đây? Đấy, giờ mày cãi được không hả? Ôi ơi, bố bỏ tay con ta đã. Ôi giời, chắc chắn là cái thằng Hùng nó đi nói vớ nói vẩn rồi, con phải cho nó một trận. Mày đi đâu hả? Mày đừng có lấy cớ mà trốn nha. Ở đây, đi với tao đến nhà người ta để nói chuyện. À, chuyện gì hả? Bố ơi bố, thế là từ giờ con có chị dâu rồi đúng không bố? Vậy thì con không phải rửa bát nữa đúng không? Ê, anh Hiếu anh đi, em thích lắm. Đây là cả mày á. Bố ơi bố, hôm đấy là con đau bụng quá, con vào bụi cây con định ấy, thế nhưng mà chẳng may cái con miếu thì nhiên nó mò vào đấy. Thế con gặp con rắn con giật mình, con lao ra nó lao vào hai đứa. Mà bố mà không tin để con gọi nó đến. Vào đây, vào đây. Đấy, có bố tao đây. Bây giờ mày nói đi, hôm trước tao với mày ở trong bụi rậm làm gì? Nào. Làm gì? Tao muốn nói chuyện với mày á, mà mày cứ chạy. Tao thấy mày chui ở trong bụi rậm, tao chui vào với mày, định nói chuyện với mày, ai ngờ mày lao ra thấy hai đứa đâm vào nhau. Đấy, bố nghe thấy chưa bố? Bố không tin con trai tôi cứ đi tin người ta nói linh ta linh tinh. Tiếc thế, lại chả có chị dâu phải rửa bát rồi. Cái con này mày. Mà cũng tại mày ấy, cứ bám suốt ngày, tao đã bảo để yên cho tao học, tao còn phải học hành tập trung cho sự nghiệp sau này. Yêu mới đường cái gì, lấy đâu thời gian cho yêu? Gì? Yêu mày á? Cái loại mày á tao thèm vào, cái loại vừa học rốt vừa xấu, tao thích xoáy ca lớp bên cơ. Ô, thế là sao chị My? Em và mọi người thấy chị cứ nhìn anh Hiếu nhà em đắm đuối, lại còn đi theo anh Hiếu nhà em cơ mà. Là bởi vì á, tao muốn nó dạy tao nấu ăn, sắp sinh nhật xoáy ca rồi, tao muốn làm món gì ngon ngon để tặng anh đấy. Thế sao không nói sớm? Thì tao định nói nhưng mày có nghe tao nói đâu. Thì tao cứ tưởng làm cái soái ca mà mày nói là tao. Anh ăn dưa bở à? Anh có mà là soái ca ấy. Đúng là trẻ con, tập trung vào mà học. Anh Hiếu nhà em chỉ biết nấu mấy cái món linh tinh thôi, đồ anh đến nấu á toàn là đồ ăn thừa đấy. Chị nấu cho soái ca cẩn thận không ngộ độc. Ai mà mày thế hả? Mày không thấy cái món bánh mì kẹp của tao nổi tiếng khắp trường à? Vớ vẩn nè. Còn mày đó, mày làm tao mang tiếng khắp cái làng này, bêu diếu tao khắp làng rồi nhá. Mày đi giải thích với cả làng đi, không còn lâu tao mới dạy cho mày. Rồi, để tao đi giải thích với mọi người. Nhớ từ giờ đứng xa xa tao ra không mọi người hiểu nhầm. Đi đi. Đi đi. Mà ghét. Ô thì hóa ra nó không thích mày thật à? Ồ, mày còn nói nữa à? Tao đã bảo hôm đấy là sự cố ngoài ý muốn rồi. Tùng tin vơ, tùng tin vẩn, linh ta linh tinh, làm báo hại tao. Bố tao véo tao thì tay tao bây giờ vẫn đau này. Mày thích tao. Ôi giời. Mày tin tùng tin. Thôi, thôi. Thôi. Chính mày không nghĩ thế còn gì. Ai mà bố mẹ tao sinh tờ ra bị đẹp quá. Với lại giờ tao quá nổi tiếng về cái vụ mà làm bánh mì kẹp rồi. Đó. Con gái thích tao xếp dài hàng ngàn cây số kìa. Công nhận là tiền lời nhiều thật. Này chúng mày. Úi giời ơi. Quả này nhá, bọn mình phải về xin bố mẹ cho đi chơi Vincom một bữa xả láng mới được. Thảo ơi, fan hâm mộ của anh tới rồi. Mày quản lý câu lạc bộ cho anh nhá. Trả công cho em bằng xin que nhá anh Hiếu nhá. Chốt.
Khoan. Sao đánh tao? Tao nghe lời mày, mua bánh mì cũ về làm bánh mì kẹp cho xoái ca tao ăn. Nó bị tiêu chảy, đói trên tay tao, kiểu là bị chết với tao rồi. Còn tao với mấy đứa trong lớp bắn pháo hoa cả đêm hôm qua. Mày chết rồi. Tại hôm đấy nhà tao còn mỗi cái bánh mì cũ đấy thôi. Mà bọn tao ăn có bị sao đâu, hả? À, chắc là do nó trở trời lên thế thôi. À, thế là mày nhận tội rồi đúng không? Anh em, cho nó một trận. Vào! Thái tử khoác hoàng bào này, hoàng tử của nước Pháp này, nữ vị nhân gian này, mày! Các anh chị ơi, mình có nên cứu anh Hiếu không nhỉ? 36 kế chuồn là thượng sách. Thằng Hiếu nó ưu tú như thế, chắc là nó chịu đòn cũng ưu tú lắm. Thôi, mình chuồn, đi. Ai ơi, đau quá. Ai ơi, bây giờ mới thấm được câu của các cụ. Kẻ sĩ thường phải chịu đau thương. Ôi trời, khổ đấy. Ai mà giỏi giang quá làm cái gì không biết. Ai rồi, đau bụng này nhở? Ai ơi? Ôi trời, ôi, đúng là gọi ông đập lưng ông. À, được. Hiếu, Táo. Ồ, cháu chào cụ trẻ. Trẻ ạ. Biêu Táo hôm nay nó gửi cho cụ cái thư, nhưng mà nó là tiếng Anh, cụ không biết đọc. Thế hai đứa mày dịch cho cụ với. Ôi, vâng. Ê, cụ trẻ đưa con xem cho. Đây. Cái sao mẹ đấy? Anh nhá, thấy chưa? Bảo học thì không học, bây giờ thấy hối hận chưa? Hối hận gì? Tao cũng muốn học nhưng học nó chả muốn tao biết làm nào. Đây, anh cầm nó cho em. Gì đấy? Đây, em giới thiệu cho anh Hiếu Hư Hỏng biết một phần mềm học ngoại ngữ vô cùng hữu ích, phổ biến trên toàn thế giới. Ứng dụng Duolingo có đến 40 loại ngoại ngữ khác nhau cho anh tha hồ lựa chọn học tập. Ngoài ra, còn có cả tiếng rồng trong phim trò chơi vương quyền nữa đấy. Nếu như mà anh thích nhá, có thể học luôn. Duolingo giúp anh có thể học tiếng Anh theo kiểu vừa học vừa chơi, phù hợp với những người cá biệt như anh. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Em đang đua tốt với các bạn trong lớp đấy. Em đứng đầu nha. Đưa xem nào. Tao cứ nghe đến chơi là tao lại khoái. Đấy. Được ạ. Ấy. Ô, trả lời sai là mất một cái tim à? Vâng, thế nên nha, anh phải cố mà trả lời cho đúng đi. Không anh mất 3 tim là anh thua đấy. Tưởng cái gì, đơn giản nhá. Tao mà chơi game giỏi thứ hai ấy, không ai dám nhận chủ nhật nhá. Ui cụ cũng tải app Duolingo hả cụ? Tao cũng tự tải. Để lần sau có thư bên bản về tao tự đọc, chả cần nhờ bố con thằng nào. Vâng, cuối cụ, xong cụ vào cái app này, đùa tốt với bọn cháu nhé. Còn bây giờ, để cháu dịch thư cho cụ. Cụ ơi cụ, thư này được gửi từ Mỹ. Người gửi là Kevin Trần, mở ngoặc Trần Quang ạ. Kevin Trần, Trần Quang á? Cụ ơi, cụ quen ai Việt kiều ác ấy. Cụ quen ai đâu? Nhưng mà họ Trần, khéo họ hàng nhà mình. Cuối cụ, hay là cụ về cụ tra thử gia phả xem thế nào cụ. Đúng rồi. À, bây giờ có gia phả online rồi, chờ cụ tí. À, đây rồi. Cụ vừa check cái gia phả online họ Trần nhà mình. Có một người tên là Trần Rớt. Anh này có một đứa con trai tên là Trần Mốc. Sau đó vợ anh ta chết, thế là anh ta đưa con đi Tây nguyên làm ăn. Sau đó thằng này xuất khẩu lao động sang Lào, rồi lấy vợ châu Phi. Sau đó lại sang Mỹ định cư, lấy tên là Kevin Trần. Giỏi ạ, hóa ra là cái thằng Mốc đấy à. Cụ ơi, thế nhưng mà đi bao nhiêu năm không về, xong bao nhiêu năm sau lại gửi thư về. Khả năng có điểm. Mày đọc đi. Ô, cuối cụ, trong thư á, có mỗi chữ hello là tiếng Anh thôi, còn lại tất cả tiếng Việt cụ ạ. Còn tiếng Việt. Trong thư thì chú ấy bảo là ngày 15 tháng 2 chú ấy sẽ về bái tổ và nhận lại họ hàng ạ. Thế là Việt kiều cụ trẻ ạ.
Việt kiều Mỹ về thì úi dồi ôi, họ nhà mình oách chết làng. Chữ gì nữa? Ô, thế nhưng mà cả họ nhà mình có 50 hộ, thế thì nó sẽ ở nhà ai nhỉ? Ôi cụ cho anh Mốc ở nhà cháu đi cụ. Cái con này láo, tao tát cho mày cái bây giờ. Nhà thằng Mốc nó hơn nhà mày 4 đời đấy. Mày phải gọi nó bằng ông trẻ, biết chưa? À thế à? Thế cụ ơi cụ, ông trẻ Mốc ở nhà cháu là hợp lý nhất rồi còn gì. Nhà cháu có anh Hiếu nhà cháu nhá, nấu ăn ngon cực. Còn nhà cô bác khác á, nấu ăn không ngon, ông trẻ Mốc cũng lại cười cho đấy. Ờ, cũng đúng. Không được, ông trẻ là phải ở nhà cháu. Ờ, cô Tuyết. Cô nghe mẹ chồng cô bảo á, ông trẻ Mốc là anh em ba đời với nhà cô. Như thế là quá gần rồi còn gì. Ông trẻ Mốc phải ở nhà cô để còn tiện bề hàn huyên tâm sự tình anh em, cô trẻ nhá. Ờ, à, cô Tuyết nói cũng đúng ấy. Thế nhưng mà cô Tuyết này, cô nấu ăn vụng như thế, có khi ông trẻ ăn không hợp, ông lại phải ra hàng ra chợ ăn. Mà đồ hàng chợ ăn vào dễ đau bụng lắm. Ờ, à, thằng Hiếu nói cũng đúng ấy. Lo cái gì, cô sẽ mua sẵn thuốc để phòng để cho ông trẻ uống. Bây giờ có tiền là có tất cả. Thế nhưng mà cô phải hiểu một điều là ông trẻ xa quê nhiều năm, bây giờ cái cốt yếu là quay lại quê hương, là muốn ăn những cái món quê hương, hương vị quê hương đấy. Chứ bây giờ đồ hàng đồ quán thì nói làm gì hả cô. Thôi được rồi, bây giờ phân công như này nhá. Vâng. Ông trẻ sẽ ăn nhà Hiếu 2 ngày đầu tiên. Vâng. Tiếp theo sẽ là 2 ngày nhà cô Tuyết, rồi 2 ngày nhà cụ, thế là hết 1 tuần. Rồi sau đó ông muốn ăn nhà ai thì ăn. Ok chưa? Vâng ạ. Dạ vâng ạ, hợp lý ạ. Ờ, hợp lý đấy. Nấu món gì hả cụ? Đây. Đây. May hôm qua tao giành được suất mời ông trẻ về nhà mình chơi trước ấy. Này, ông trẻ ông mà quý nhá, khi sau này ông còn cho mình đi du học bên Mỹ. Ừ, nhà công em nói với cụ trẻ đấy nhá. Này, ông trẻ ở nhà mình thao hồ mình được lọc nhá. Anh này, người Việt kiều Mỹ á, chắc nhiều tiền lắm nhở. Ừ. Em mong là ông trẻ nhá, sẽ cho em tiền để mua hình dáng ông ta. Ừ, giỏi ấy. Ô, đây, cô đây. À, mà sao cô mua lắm đồ thế, nhà hôm nay có khách à? Mai ông trẻ nhà em về, em cứ mua dần đồ cho ông trẻ ăn. Chứ không á, ông trẻ lại buồn vì con cháu tiếp đón không ra gì. Mình cứ có lòng thành như thế á, kiểu gì ông trẻ trả cho ít lục lá tây, có khi cũng được mấy nghìn đô ấy chứ. Ủa, mấy nghìn đô cơ? Hóa ra là cô Tuyết cũng có chiến lược trước đấy. Này, anh Hiếu ơi, anh có chiến lược gì chưa? Nếu không nhá, là quả bên tây của ông trẻ tấp hết sang bên nhà cô Tuyết đấy. Tao thì tao chưa có, nhưng mà tao đang nghĩ là tao phải làm cái món gì để nó thân thuộc quê hương mình. Ông trẻ ăn, ông trẻ khóc ấy, thì ông ấy cho mình nhiều tiền. À. À, hay là anh thử gọi cụ trẻ xem, ông trẻ ngày xưa thích ăn món gì thì mình làm món đấy. Ấy, à, có thể được. À, thông minh quá đấy. Giỏi. Ôi. Lâu thế nhỉ? Này, mày hỏi kỹ chưa? Mấy giờ ông trẻ về đến đây? Em vừa gọi điện, cụ trẻ bảo là 9:30 ông trẻ đáp xuống sân bay. Mày từ sân bay về làng mình á, có 45 phút thôi. Hay là tắc đường nhỉ anh Hiếu nhỉ? Lạ nhỉ? Sao từ nãy đến giờ chẳng thấy cái ô tô nó chạy qua là sao? Vali và lủng thế kia, có lẽ nào là ông trẻ không nhở? Ông trẻ ơi! Ờ, sợ tộp! Ông trẻ có phải là ông trẻ Mốc, là Việt kiều Mỹ mới về phải không ạ? Việt kiều thì đúng rồi, nhưng mà Mốc mới mèo cái gì ở đời, tôi là Kevin Quang. À, dạ vâng, ông Kevin Quang, cháu là Tuyết, con mẹ rơi. Hai mẹ con cháu là Tuyết rơi, anh em ba đời với nhà ông trẻ đấy ạ. Mà sao ông trẻ không đi ô tô, đi xe máy làm gì cho nó khổ? Ở bên Mỹ ô tô đi nhiều rồi, về quê đi xe máy tí để cho hít hà cái hướng đông gió nội ấy mà. Ồ, thế may quá, cháu cũng đi xe máy, ông lên xe, cháu đưa ông về nhà cháu nghỉ ngơi. Ồ, thế theo lịch trình của bác trưởng họ thì ông phải qua nhà cụ Đại ở 2 ngày. Thế xong mới qua nhà cháu được. À, vâng, lịch trình nó là như thế. Thế nhưng mà thằng Hiếu cái thảo con bác Đại ạ, tự nhiên nó lại có lịch học đột xuất. Mà bác Đại thì đang bận đi bán lan xa, nên là giao phó hết cho cháu. Ông cứ về nhà cháu nghỉ ngơi trước đi ạ. Ờ, thế thôi cũng được. Thế đợi một tí. Anh ơi, cho tôi gửi tiền. À,
Mày đưa điện thoại tao xem nào. Tao phải học mấy câu tiếng Anh để chào ông trẻ cho nó oách, hiểu không? Đấy. Hello sir, how are you? Đấy. Đúng là có học có khác. Em cảm thấy tiếc khi không cho anh biết cái app này sớm hơn đấy. Chứ còn gì nữa. Thiệu, Thảo ơi. Ôi, cái con My này. Nhờ mày có tí việc thôi mà mày như kiểu ngủ ra đường ấy. Làm anh em tao đứng đây mũi đốt tím hết người rồi. Sao? Thế có tin của ông trẻ tao chưa? Tao vừa thấy cô Tuyết chở ông trẻ mày về nhà cô Tuyết rồi. Xong việc rồi, đưa tiền đây. Ây. Anh Hiếu ơi, thế chắc chắn là cô Tuyết á chặn đường cướp hàng của anh em mình thật rồi. Tức thật đấy. Chả tức không à? Rõ ràng là cụ trẻ thông báo là ông trẻ sẽ ở nhà mình trước. Thế mà cô Tuyết cô vẫn cố tình cô hốt hàng. À. Ai rồi, tao hiểu rồi. Cô định thâu tóm luôn cả cái đống quà của ông trẻ mà. Khả năng là thế anh ạ. Không được. Giờ tao phải đi cướp ông trẻ về. Không thể để thua được. Thế anh định làm thế nào? À, hồi nãy nhá, tao thấy bò nhà cô Tuyết ấy đang ăn cỏ ngoài đồng. Thế nhưng mà không ai trông cả. Bây giờ như này, mày sang nhà cô Tuyết ấy, mày thông báo tin giả là bò nhà cô ấy bị làng bắt vì cái tội gọi là ăn lúa nhà người ta. Đấy. Ơ, sao lại là em? Nhỡ cô ấy biết á, cô thịt luộc em thì chết. Mày dốt. Cái lúc mà cô biết thì mày bảo là cháu chỉ nghe bọn trẻ con trong làng nó bảo thế thôi, cháu có biết gì đâu. Đấy, mày dốt. Cũng được đấy anh ạ. Thế nhưng mà anh nhớ phải chia cho em nhiều quà nhá. Ok, let's go. Ai giờ kinh. Từ ngày có cái app Duolingo anh bằng tiếng Anh kinh ấy. Giỏi, chả thế chào. Dạ, cháu mời ông trẻ uống nước ngọt cho nó mát ạ. Cháu đã chuẩn bị sẵn thịt chó mắm tôm để cho ông trẻ nhâm nhi uống rượu rồi đấy ạ. Ấy, không được, ông yêu chó lắm, không có ăn thịt chó đâu. Thế thì ông trẻ hơi bị dốt rồi. À nhầm, ý cháu muốn nói là các cụ đã có câu sống mà không ăn thịt chó thì sau này chết xuống ông phủ không có rồi chó mà ăn đâu. Ê, thôi thôi, cứ cơm rau cho ông là ông thích rồi. Cô Tuyết ơi. Cái gì Thảo? Người ta bảo là bò của cô bị bắt ở làng bên ấy vì cái tội là ăn lúa của người ta. Ôi trời ơi. Ông trẻ ngồi chơi để cháu đi tìm bò cái, không là mất toi 30 triệu của cháu. Thế thôi, thích đi nhanh lên. Rõ khổ. Ông trẻ, cháu mời ông trẻ sang nhà cháu ăn bánh trùng mật mía do anh trai cháu làm ạ. Bánh trùng mật mía à? Ui, đúng món ông thích luôn. Thế thôi thì để đi thôi. Vâng ạ, cháu cầm bánh ông nhé. Ông ơi vào đây ạ. Ông vào đây. Đây là... Chào mừng ông trẻ về quê. Welcome home. Cháu tặng ông bó hoa tươi thắm này ạ. Cảm ơn cháu. Ông xa quê lâu rồi, hôm nay mới lại được ngửi lại mùi hoa quê hương. Cháu hái ở nhà cũ ngày xưa của bố mẹ ông trẻ đấy ạ. Bảo sao toàn mùi nước đái bò. Dạ thưa. Dạ thưa ông trẻ. Cháu tên là Hiếu ạ. Còn cái đứa mà vừa tặng hoa cho ông trẻ, nó tên là Thảo, em gái cháu. Bọn cháu là con của bố Đại, anh em bốn đời nhà ông trẻ đấy ạ. Cháu biết ông trẻ xa quê nhiều năm nên trở về đây rất nhớ những món ăn của quê hương mình. Đấy, nên hôm nay cháu quyết định cháu sẽ nấu cho ông trẻ ăn món bánh trùng mật mía, đặc sản Vĩnh Phúc quê mình, cũng chính là cái món tủ mà ngày xưa ông trẻ còn bé tí ạ. Thế sao các cháu biết ông thích món này? À, dạ, bọn cháu được cụ trẻ phổ biến ạ. Mà thôi, không để làm mất thời gian của ông trẻ lâu thì bọn cháu xin phép được bắt đầu. Cháu xin phép mời ông trẻ qua bên này ngồi ạ. Thế để đi. Dạ vâng, thưa ông trẻ, để làm được món bánh trùng mật mía này thì chúng ta cần phải có bột nếp. Bột nếp này bọn cháu đã lấy từ gạo nếp thơm ngon của làng mình, đem đi nghiền
rồi nhào từ tối hôm qua. Được, được, được. Nghe được đấy. Dạ vâng. Bây giờ bọn cháu sẽ nặn bánh. Đấy. Chúng ta có thể nặn thành hình tròn hoặc là hình quả chám. Nhưng mà nó sẽ to hơn cái bánh trôi một chút ạ. Đấy. Nặn đi mày. Dạ thưa ông trẻ, cái bánh trùng này ấy, thì nó không cho nhân đỗ giống là giống bánh trôi nước, mà chúng ta sẽ nặn rồi đem nấu với lại mật mía. Cháu đã đích thân nhờ một người quen ship cho một chai mật mía thơm ngon của làng người ta từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đến đây để nấu cho ông trẻ ăn món bánh trùng mật mía này đấy ạ. Và bây giờ cháu sẽ pha mật mía với một chút nước, quấy đều lên để cho đỡ ngọt và đỡ bị cháy ạ. Rồi, bây giờ đã pha mật xong, cháu sẽ cho bánh trùng vào nước sôi để luộc qua. Rồi, sau khi mà cái bánh trùng nó chín qua, cháu sẽ bỏ ra và cho nồi mật mía này vào đun sôi, rồi thả bánh trùng vào đun tiếp. Khi nào mà bánh nổi lên ấy, thì tức là bánh chín. Đấy. Chúng ta nhớ là cho thêm một chút gừng vào để cho nó thơm. À, chín thì chúng ta sẽ đương ra bát ăn nóng. Cái thời tiết se se lạnh thế này mà ăn bánh trùng mật mía thì hết nấc đấy ạ. Đúng rồi, bánh trùng này làm như thế mà. Làm đi. Bây giờ chỉ cần bánh chín là ông cháu ta múc ra ăn được rồi ạ. Chắc là ngon lắm đấy. Dạ, cháu xin phép được mời ông trẻ thưởng thức món bánh trùng mật mía đặc sản Vĩnh Phúc quê ta. Cảm ơn mấy đứa, để ông ăn thử xem đầu đuôi nè. Ý đấy, thích rồi, thích rồi. Công nhận là ngon. Mật mía ngọt vừa đủ. Mùi gạo nếp bao năm không được ăn. Này ăn lại thì nhớ. Ê khoan ạ, khoan ạ. Sao thế? Dạ thưa ông em. Trẻ, để gọi là em tăng thêm tinh thần yêu quê hương hơn thì cháu xin phép được đề xuất con em gái cháu hát một ca khúc về quê hương. Đó là bài hát quê hương. Người đàn được ông đấy, uống nước. Thế hát đi. Người đàn ông uống nước. Này, cô ấy, mày làm gì đấy? Em đang học tiếng Anh. Anh em cái gì? Mày đứng dậy mày hát cho ông trẻ nghe nhanh lên. Được anh ạ, đơn giản. Con chi sota in fruit for me. Thôi, được rồi nhá. Tao học trong app Duolingo, tao hiểu tiếng Anh rồi. Mày hát quê hương là trúng khế ngọt, mày hát cái khế đấy là khế gì? À, khế tây à? Đối mày khác. Vâng. Chính Chu này. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên tôi đã mang về miền quê. Thôi. Mày hát thì ông trẻ, ông sặc, ông nghẹn, ông đứt ra đây thì thế nào? Hả? Em cũng chả nhờ được cái việc gì cả. Đấy tao. Cho xin phép ạ. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Quê hương là chùm khế ngoặt,
cho quan trèo hái mỗi ngày. Ơ, ông ơi, sao ông khóc đấy ạ? Anh Hiếu ạ, anh hát cái kiểu gì ạ? Ông nghe ông buồn ông khóc rồi này. Lâu rồi, ông mới lại được ăn món bánh trùng mật mía, được nghe cháu Hiếu hát. Ông nhớ, ngày xưa cùng mẹ già đồng, mót từng hạt thóng nếp, mang về xay, làm bánh. Giờ, ông thấy nhớ mẹ. Ông ơi, ông đừng buồn, đừng khóc nữa. Bây giờ ông về đây rồi, ông ở nhà cháu rồi. Ông thích ăn món gì, ông cứ bảo cháu. Cháu sẽ nấu cho ông ăn chán thì thôi ạ. Cảm ơn các cháu. Không ngờ trong họ vẫn còn có đứa cháu ngoan và hiểu chuyện như thế này. Ui, không có gì ông ạ. Chả mấy khi được ông trẻ từ bên Mỹ về nhận lại họ hàng. Ông ơi ông đi Mỹ bao nhiêu năm rồi? Chắc lần này ông về có quà cho bọn cháu chứ ạ? Ông có mua ít quần áo làm quà cho các cháu rồi. Quần áo à? Đúng rồi. Hàng hiệu à ông? Hàng chợ thôi. Ông trẻ ơi, ông đi Mỹ bao nhiêu năm thế mà bây giờ ông về ông mua đồ hàng chợ về, thế thì các cháu nó biết, các cháu nó cười cho chết đấy. Ông đi Mỹ 10 năm, nhưng mà sang bên đó là lao động bất hợp pháp. Vừa rồi bị tai nạn tí chết, người ta đuổi về, không còn một đồng nào trong người cả. Thế mà bọn cháu cứ tưởng... Tưởng cứ đi Tây là nhiều tiền à? Đi Tây hay đi đâu, kiếm được đồng tiền cũng vất vả lắm các cháu ạ. Người Việt Nam mình sang bên đấy nhiều, làm ở bên đấy còn vất hơn ở Việt Nam mình. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Ông này về quê là để lập nghiệp đấy. À, chúng mày đây rồi, chúng mày đây rồi. Con cháu mất dạy, chúng mày dám giở trò để cướp ông trẻ của cô với tay chúng mày à? Cô Tuyết ơi, sao cô lại bảo bọn cháu cướp à? Từ đầu là sao? Là ông trẻ đã được cụ trẻ phân công về nhà cháu trước xong mới đến nhà cô cơ mà. Lý thuyết thì là như thế, nhưng mà trên thực tế, cô đón ông trẻ trước thì ông trẻ ở nhà cô trước không được à, mà chúng mày phải giở trò sau lưng như thế. Thôi. Mấy đứa đừng tranh giành ông nữa được không? Ông trẻ đi về nhà với con. Cái bọn này á, chúng nó dụ dỗ ông trẻ để âm mưu xin tiền của ông trẻ đấy. Ông đừng bị lừa. Cô Tuyết, sao cô lại nói như thế ạ? Thôi, mọi người không cần nói gì đâu. Tôi biết tại sao mọi người lại tốt với tôi như thế rồi. Tôi là Việt Kiều thật, nhưng tôi không có tiền. Tôi cũng không có tiền để cho anh em trong họ đâu. Sao lại không có tiền? Ông trẻ cứ khéo đùa, đã là Việt Kiều Mỹ thì tiền đâu phải tiêu ầm ầm chứ lại. Tôi đi lao động chui, bị tai nạn, tốn mào tiền, không được đền, lại còn bị cảnh sát bắt được, trục xuất về nước đây này. Ồ, thật à? Thế mà cháu cứ tưởng. Lần này về, tôi cũng đang tính ở nhờ anh em mấy hôm, sau đấy lên Hà Nội kiếm việc gì làm. Thế ông trẻ ở nhà bác Đại là hợp lý đấy ạ. Bác ấy đi làm công trình, thiếu gì việc. Kiểu gì bác ấy sẽ giới thiệu cho ông trẻ một số việc như kiểu là sách xô bốc xi chẳng hạn. Mà thôi, cháu phải đi về tìm con bò đây. Hiếu Thảo chịu khó cho ông trẻ nhá. Con đi về đây. Ông trẻ ơi, bọn cháu xin lỗi ông ạ. Thực ra là ban đầu bọn cháu đón tiếp cũng là được mong một số lộc từ ông. Thế nhưng mà sau khi nghe ông kể thì bọn cháu quyết định rồi. Ông cứ về nhà cháu ở tạm mấy hôm đi ạ. Bọn cháu sẵn sàng đón ông. Thôi, ông sẽ ra ngoài thuê nhà ở tạm vậy. Ông ơi ông ở lại chơi với bố cháu mấy hôm đã. Xong thì thuê nhà sau cũng được. Bọn cháu sẽ đi tìm nhà cùng ông. Cảm ơn mấy đứa. Đúng là không đấu bằng tình người quý mình. À đây, lúc nãy ông chỉ thử lòng một tí thôi. Tuy rằng ông bị trục xuất, thế nhưng mà vẫn có chút để dành. Ông cho mấy đứa gọi là tí lộc, để cho mấy đứa một quần áo, sách vở đi học. Dạ thôi ạ, bọn cháu không lấy của ông đâu. Tiền này cũng là tiền mồ hôi nước mắt của ông làm ra, chứ có phải dễ dàng mà có được đâu ạ. Cứ cầm lấy, ông cho là thật lòng. Dạ thôi ạ, bọn cháu nhất quyết bọn cháu không lấy đâu ông ạ. Mấy đứa này, thế bây giờ ông ở với mấy đứa, thế đi chợ thì cũng phải có tiền mới mua được chứ. Cứ cầm lấy, đi chợ mua đồ về ông mới dám ăn. Cháu xin ông nói chí phải ạ, để cháu nhận thay anh cháu ạ. Cái con này, mày chí thế là nhanh rồi.
Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết tập phim vừa rồi. Trong phim thì có sự xuất hiện của app học tiếng Duolingo, một ứng dụng học ngoại ngữ được phổ biến trên toàn thế giới. Khi dùng app Duolingo, chúng ta sẽ bất ngờ về trình độ ngoại ngữ của mình đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh khi vừa được học, vừa được chơi. Mỗi ngày, app sẽ có thông báo nhắc nhở nếu các bạn chưa học lần nào cơ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút mỗi ngày thì việc nói tiếng Anh, tiếng Hàn hay bất kể thứ tiếng nào mà các bạn yêu thích là đều không hề khó đâu ạ. Một app cực phổ biến, học ngoại ngữ như một trò chơi với hơn 40 loại ngôn ngữ để các bạn lựa chọn. Còn có cả ngôn ngữ rồng trong phim trò chơi Vương Quyền nữa. Và đặc biệt, app lại hoàn toàn miễn phí các bạn ạ. Các bạn hãy bấm vào link phía dưới phần mô tả để tải và dùng app cùng Team Gậy TV chúng mình nhá. Và bây giờ thì goodbye and see you again. Duolingo is the free, fun and effective way to learn a language. With over 35 languages and interactive bite-sized lessons that keep you motivated, Duolingo is the world's number one language learning app. Download Duolingo and start learning a language today.